Bây giờ chúng ta đi nhanh cái này cho lẹ nha. Giờ dẹp hình ảnh luôn ha. Đó, mất thời gian. Đi chữ đi cho lẹ. Đó nó bị hư lỗ cứng rồi. À, nói về cái tên gọi khác của cái mặt na thức, chúng ta còn có cái tên là ý căn, là căn bản của các cái thức phía trước, ta gọi là ý căn. Thật ra thì có nhiều tranh luận lắm trong thành duy thức luận. Hồi nãy chứ mình coi sơ qua thì mỗi một đại luận sư có một quan điểm riêng. Có người nói rằng là thức thứ bảy là cái căn của cho cả sáu thức luôn, chứ không phải chỉ riêng cho thức thứ sáu. Tức là nó cũng là căn của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân luôn. Đây nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân luôn. Đều dựa trên cái thức thứ bảy nữa. Ngoài ra, nó còn dựa trên cái căn riêng của nó, gọi là tịnh sắc căn, được không? Cái căn riêng, ví dụ con mắt nè, cái nhãn cầu á, gọi là con mắt á, là cái căn riêng của thị giác, của nhãn thức. Đúng rồi, cái đó ai cũng thấy, ai cũng biết hết nha. Cái căn riêng này nó có hai phần, phù trần căn và tịnh sắc căn. Là hết rồi nha. Nhưng các đại luận sư của thành duy thức luận á, có người lại cho rằng á, ngoài cái tịnh sắc căn và phù trần căn, tức là con mắt á, nhãn cầu á và cái dây thần kinh thị giác á, thì cái sự hoạt động của cái thấy của chúng ta, gọi là thị giác của chúng ta, nó còn dựa trên, y cứ trên cái căn tâm linh nữa, tức là cái căn vô hình vô tướng, tức là cái thức thứ bảy đó. Dựa trên cái căn đó. Mà chưa hết, cái căn đó nó dựa trên thức thứ bảy để hoạt động á, mà thức thứ bảy thì luôn luôn bắt tay với thức thứ tám. Cho nên á, dù muốn dù không gì á, con mắt mình mà nhận thức được một cảnh vật là cái gì á, thì nó phải nhờ cái bàn tay của thức thứ bảy moi ở trong cái tiềm thức, cái tàng thức của chúng ta là thức thứ tám, để lấy cái hình ảnh cũ, tựa như cái cảnh mà mình thấy á, để xem cái cảnh đó là cái gì nha. Như vậy thì không thể nào có cái chuyện mà cái thị giác chúng ta nó chỉ hoạt động ở cái con mắt và các dây thần kinh thị giác rồi là hết, không có. Muốn nhận thức được một cảnh thì phải có cái hình bóng ở trong tâm trước đó, được chưa nè, mới nhận thức được cái cảnh đó. Còn nếu mà lần đầu tiên thấy một cái cảnh đó không biết nó là cái gì, bởi vì chưa có cái hình bóng trong tâm, chưa có chủng tử trong tâm á, thì ngay lúc đó nhãn thức sẽ làm việc chụp hình cái cảnh đó lại, nhưng mà chưa biết là cái gì, rồi cũng đưa cái hình ảnh đó vô trong thức thứ bảy làm truyền tống thức để lưu cái hình ảnh chưa biết gì đó vô trong tàng thức cái đã. Thì cái hình ảnh chưa biết gì đó ta gọi là sơ sở duyên duyên, được chưa? Sơ là không có thân á, là không quen á, không biết á, lần đầu tiên nhìn nó gọi là sơ sở duyên duyên. Còn nếu như đã lưu được rồi, bây giờ chỉ nhìn lại lần thứ hai, thì lần thứ hai này gọi là thân sở duyên duyên nha. Vậy thì dù muốn dù không gì thì cái nhãn căn của chúng ta hoạt động phát sinh ra nhãn thức cũng đều phải có cái sự tiếp sức, có một cái nền tảng là truyền tống thức, là thức thứ bảy, để moi ở trong tiềm thức của chúng ta có hay không có. Không có cũng phải trả lời cho tôi biết là cái hình ảnh này tôi chưa có biết nè, đó, nói cái này chưa có dữ liệu qua sếp, thôi giờ sếp cứ nhận thức đại nó là cái gì đó, chứ sếp đặt đại nó cái tên là no name hoặc là vô danh đi, để đưa vô đây tôi cất cho. Cái bắt đầu đưa cái hình đó vô cất, cái lần sau gặp lại, à chào anh vô danh, thí dụ đó ha, tôi gặp anh rồi mà không biết anh tên gì, thí dụ đó. Thì như vậy là chúng ta đều có thấy cái bóng dáng của mặt na thức can dự vô cái thấy của chúng ta hết, đúng không nè? Họ lý luận vậy đó nha, không chạy đâu khỏi hết trơn á. Và không những mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gì cũng vậy hết trơn á, nó đều có sự tương tác ở bên trong hết trơn á. Bà chị dâu của chị Minh á, là chị ba vợ của ông anh ba á, ở dưới Bến Tre, quê Bến Tre á, bà kể một cái câu chuyện mình thấy rất là thương tâm, nhưng mà nó có liên quan đến duy thức vậy nè. Hồi lúc chị ở Bến Tre á, là chị lên thành phố, chị đi may sau giải phóng á, làm ở may ở chỗ chợ Bà Chiểu, công ty may á, nhà nước á, được nhà nước cấp nhà đồ ngoài đó, đường Bạch Đằng á. Thế thì khi mà chị đi một hàng năm Tết á, là chị với ông anh ruột chứ Minh á, đều về Bến Tre thăm bên ngoại. Thì đi thăm bên ngoại, cái chị luôn luôn ghé nhà của cái bà Sẩm. Bà Sẩm là cái bà người Hoa, mà di cư thì vô đâu bên Hoa từ cái thời nào á, thời phản thanh phục minh như bên đó hồi xưa á nha. Rồi bà già lắm rồi, bà 70-80 tuổi hơn rồi đó, không có con cái gì hết. Hồi xưa bà còn thấy đường á, thì bà bán đồ tạp hóa, cái tiệm tạp hóa chập phô của người Tàu á,
Bà sống nhưng mà bây giờ bà già rồi, bà không có ai nuôi bà hết, con cái thì đi đâu mất tiêu, thất lạc hết. Thì bà ăn cũng không có biết nấu ăn, tội lắm. Cái lúc mà bà ăn á, thì bà bới một cái chén cơm lên xong rồi, cái bà mò, bà lấy cái hũ chao xuống, bà để xuống, cái bà múc cái hũ chao, bà múc miếng chao bỏ vô cái tô cơm, bà ăn với chao, với chai nước tương xịt vô thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà người ta đã là người mù mà ở nhà lâu năm, người ta quen giống như người tỏ mắt vậy đó. Tức là người ta làm rất là thuần thục luôn nha. Chỗ nào đặt chao rồi đậy nắp lại rồi ăn xong để lên cái kịch cái y như cũ vậy đó. Nhưng mà cái đợt này cái bà chị dâu Chí Minh về á, thì lại thấy một cái chuyện hỡi ơi, là bà múc hũ chao bà ăn ngon lành luôn. Bà nói chao càng để càng lâu nó càng ngon, gọi là chao cũ. Mà trong cái hũ chao đó toàn là dòi không, dòi lúc nhúc vậy đó. Rồi xong bà ăn mà bà khen ngon nữa chứ. Trời ơi, cái bà chị, bà định hét lên là dòi không, nhưng mà tự nhiên cái bà bụm miệng lại kịp. Bà sợ là cái bà này hốt hoảng, thì để cho cái bà này ăn xong cái cơm, cái bắt đầu bà chị bà đi ra chợ, bà mua hũ chao mới về, cái bà thế vào cái hũ chao đó đem đi đổ, hiểu không nè. Thì như vậy, một cái hũ chao mà con mắt của bà chị dâu nhìn á là thấy dòi không thì là ăn không được phải không. Nhưng mà cái bà này bà đâu có thấy đường nữa, bỏ quất vô mà dòi nó béo, đúng không? Ăn không chao ngon hơn bình thường, đúng không? À, như vậy thì cái chủng tử của cái bà này ở trong tâm là có con dòi, nhưng mà do cái phù trần căn nó bị mất đi cho nên bà không thấy được dòi nữa. À, cái tịnh sắc căn nó mất đi, bà bị mù á, mở mắt nhưng mà không thấy đường á. Đó. Thì cho nên là nó không thấy dòi mà ăn vô bình thường vậy đó. Thì chúng ta mới phát hiện ra một điều là gì? Là cái căn á là nó có, ví dụ như cái bà chị á, bà dùng cái phù trần căn bà nhìn thấy con dòi nha, thì đương nhiên thì bà chị chứ mình thì không ăn rồi đó, bà chị dâu không ăn. Nhưng mà cái bà sẩm đó bà ăn thì cái chuyện đó đâu phải là bà chị ăn đâu. Nhưng mà bà chị cũng không có hốt hoảng mà la lên hủ chao dòi không, thì cái bà này bà nói chừa nào giờ mình ăn chao có dòi, chắc cái bà này bà xỉu luôn, bà nhồi máu cơ tim, bà đi luôn cái chết dịch, đúng không nè. Đó. Cho nên bà cũng thông minh, bà chị dâu cũng thông minh, và để cho cái bà này cứ tự tại mà ăn thôi, ăn cho hết đi rồi bắt đầu mình mua hủ chao khác mình thế vô, rồi mới cho tiền cái người hàng xóm á, cứ mỗi ngày chạy qua nấu cơm cho bà này, rồi coi đừng có để chao nó thành dòi, đại khái vậy đó. Thì như vậy thì miễn là cái bà này bà không có cái mạc na thức của bà đó, nó dựa vô cái tịnh sắc căn với phù trần căn là con mắt á, nhưng mà bây giờ nó bị đứt bóng bởi cái tịnh sắc căn rồi, thì cái mạc na thức này vẫn chấp nhận là chao ngon, tức là nó không bị tổn hại cái bản ngã, được chưa nè. Còn có bà chị Minh, bà chị dâu á, thì bà thấy nếu ăn cái đó thì có hại cho cái bản ngã. À, như vậy thì rõ ràng cái mạc na thức của cái bà chị nó tác động vô con mắt để ra lệnh rằng là đừng có ăn cái chao này, ăn cái chao này là có hại cho cái bản ngã của mình, đúng không? Còn con mắt thì nó cứ tự tại thôi, phải không nè. Đó. Còn cái bà kia thì mạc na thức đã bị đứt bóng bởi vì cái không có câu sanh được với lại nhãn thức á, cho nên nó chỉ có vị giác là câu sanh được, ăn thấy bé béo mà thịt dòi chứ không phải là chao béo nha. À, thì như vậy thì chúng ta lưu ý nó luôn luôn có cái sự cộng tác giữa con mắt và mạc na thức ở trong, để mà cái gì có hại cho bản ngã thì đừng có dùng, đừng có ăn, đừng có chạm, đừng có nhìn, đừng có nghe, đừng có nếm ngửi gì hết trơn á. Do đó mà cái ý căn là vậy. Ở đây sở y của ý thức là thứ nhận thức vạn pháp, còn gọi là thắng nghĩa căn. Như vậy thì ý căn còn gọi là thắng nghĩa căn. Thì chuẩn của duy thức đó nha, theo tiêu chuẩn của duy thức á, thì mạc na thức chỉ là căn của ý thức thôi, được chưa? Chứ không phải là căn của năm thức trước, được chưa? Mà năm thức trước thì nó có căn riêng của nó. Ví dụ con mắt là căn của nhãn thức, lỗ tai của chúng ta là căn của thính giác. Đó, thì nó cứ vậy đó. Còn riêng cái ý thức của chúng ta nó không có một cái căn đặc biệt, mà nó lấy cái mạc na thức làm căn. Mà mạc na thức á lại là tâm chứ không phải là sắc, đúng chưa? Thì cái duy thức chỗ này đây nè, cái chỗ này đây nè, là cái mà chúng ta cần phải bổ sung thêm, cần phải bổ sung thêm. Có thể sửa lại duy thức được á. Nghĩa là sao? Bây giờ á thì con mắt này nè là nhãn căn nè, à nhĩ căn, lỗ tai nè, lỗ mũi nè là tỷ căn, miệng là thiệt căn, thân là thân căn. Bộ não mình nên gọi nó là ý căn cái đã. Được chưa? Bộ não của chúng ta đó là cái nguyên ủy của các dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Cho nên là cái bộ não đáng lý ra nó phải có một cái tên riêng của nó là căn của ý thức, bởi vì ý thức chúng ta nó điều khiển năm thức trước hoạt động. Đó.
Thì đúng lý ra là bộ não của chúng ta nên đặt tên là ý căn, đúng hơn là một cái căn vật chất đàng hoàng luôn. Đúng với chức năng của ý thức là câu sanh với lại sáu thức trước, năm thức trước. Mà câu sanh năm thức trước phải có căn riêng tổng hợp được năm thức trước là đúng. Trong não có đầy đủ các nguyên ủy thần kinh của các tịnh sắc căn của mắt tai mũi lưỡi thân luôn. Đó, điều đó chuẩn hơn nha. Rồi, bây giờ thức thứ bảy sẽ được đôn lên thành là cái gì? Căn của sáu thức trước luôn, được chưa? Căn tâm, căn bên trong á của sáu thức trước luôn, chứ không phải chỉ riêng của ý căn. Mà ý căn bây giờ đổi lại thành là bộ não thì đúng hơn, hình dung được không ta? Tức là nếu mà theo khoa học ngày nay kết hợp á thì chúng ta nên coi bộ não là ý căn, là căn của ý thức, được chưa? Là sự tổng hợp của năm thức trước, là ý thức, là cái thức riêng của bộ não á, thì gọi là ý thức riêng cho dễ. À, mà cái thức riêng của bộ não gọi là ý thức thì phải có căn riêng của nó, căn vật chất của nó phải là bộ não. Rồi bây giờ còn ý căn để đâu? Ý căn nó chi phối luôn sáu thức trước luôn, chứ không phải chỉ có riêng của cái thức thứ sáu không nữa, thì nó chuẩn hơn. Vậy thì sửa lại cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy không gọi là ý căn nữa, mà mình gọi là liễu biệt căn thì đúng hơn, đúng không nè? Cái căn của sáu thức liễu biệt, hình dung được không? Tức là chúng ta có ba chưởng thức nè, tàn thức nè, tư lương thức và liễu biệt thức chứ gì. Đang học tư lương thức là thức thứ bảy á, liễu biệt thức là sáu thức trước á, từ nhãn căn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức á, thì sáu thức đó là sáu thức nhận thức liễu biệt cảnh bên ngoài. Mỗi thức như vậy nó có cái căn riêng, mắt tai mũi lưỡi thân và bộ não. Vậy thì chúng ta có đủ sáu căn rồi nha. Bây giờ sáu cái căn này nó đều hoạt động giống như là cái cán quạt vậy đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi chụm lại, có một cây đinh đóng vô thành cái quạt. Mình có cái quạt vậy nè, đó quý thầy cô, thế không giống ai hết nha. Ở này mắt nè, tai mũi lưỡi thân và thêm cái ý nữa chứ. Rồi ý thức, mỗi cái đều có căn riêng hết rồi. Cái căn của ý thức này là bộ não nè, đó đó. Mắt thì là nhãn thức nè nha, đó nhãn thức. Thì như vậy bây giờ á, tất cả các cái sáu cái căn này, kể cả bộ não, kể cả lỗ tai, phát sinh ra sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nó đều hoạt động chung trên một cái nền tảng là chấp ngã. Thì cái tâm chấp ngã này á, thì gọi là thức thứ bảy, là mạt na nè nha, thức thứ bảy. Thức thứ bảy này không phải làm cái căn riêng cho bộ não không, hay là ý thức không, mà thức thứ bảy này nên làm cái căn chung cho cả sáu thức này luôn. Bởi vì sự hoạt động của con mắt nó luôn luôn có cái vấn đề chấp ngã ở trong. Nó chạy xuống thức thứ bảy, nó xuyên qua cái tỉnh sắc căn của nó để nó vô thức thứ bảy hoạt động. Lỗ tai chúng ta nghe cũng vậy, mũi chúng ta nếm, lưỡi chúng ta nếm vị, rồi thân chúng ta xúc chạm, ý thức chúng ta suy nghĩ trên bộ não, đều có một cái động lực là chấp ngã bên dưới hết. Như vậy thì thức thứ bảy mà mình cho là ý căn á, nó chưa đủ tiêu chuẩn, mà phải là cho căn của sáu thức trước, gọi là căn của liễu biệt thức luôn. Cho nên nên đổi tên nó lại thành là liễu biệt căn, được không nè? Có sao đâu, thì mình cứ đề nghị vậy đi, rồi quý thầy cô sau này viết sách sau nha. Đó, liễu biệt căn thì hay hơn là ý căn. Nên dùng chữ ý căn là chỉ có căn của ý thức không à. Mà căn ý thức thì kẹt, cái con mắt mình hoạt động vẫn còn phải chấp ngã chứ không mà. Không có xa lìa được thức thứ bảy đâu nha. Cho nên là nó là căn của sáu thức trước luôn. Và căn của sáu thức trước thì cái ý thức nó phải có cái căn riêng của nó, mà căn riêng của nó giờ nó rõ ràng như ban ngày là bộ não rồi. Không chạy đâu khỏi chân á. Hồi xưa các thiền sư Trung Quốc, các thiền sư Duy Thức và ngài Huyền Trang quên vai trò quan trọng của bộ não. Là câu sanh á, gọi là câu sanh ý thức á, quên, thậm chí nó không cần câu sanh ý thức luôn, nó đọc đầu ý thức luôn cũng được. Nó bộ não hoạt động không, mắt nhắm, tai đóng không nghe tiếng, mũi không ngửi mùi, lưỡi không nếm vị, thân không xúc chạm, nhưng vẫn thầm thầm tư duy được trong đầu, đúng không? Thì chúng ta ngồi mình á, chúng ta nhắm mắt lại á, chúng ta ngồi thiền á, thì rõ ràng mắt chúng ta không nghe,
không thấy, tay chúng ta không nghe, lưỡi chúng ta không nếm, mũi chúng ta không ngửi mùi, thân chúng ta không để ý sự xúc chạm, thì chúng ta vẫn có vọng tưởng mà, đúng không? Chúng ta vẫn suy nghĩ trong đầu mà. Mà sự suy nghĩ trong đầu là bộ não nó suy nghĩ chứ cái gì. Bây giờ đang ngồi thiền, có con quỷ nào đi sau lưng mình, nó ghét mình quá, nó đập đầu mình cái bóp một cái, mình bất tỉnh, lúc đó hết suy nghĩ. Có nghĩa là bộ não bị chấn động, hiểu không? Giống như đang nhìn có người vọng vô con mắt, cái nổi đom đóm hết thấy luôn nha. Như vậy bộ não là căn của cái sự suy nghĩ của chúng ta, là căn của ý thức, tư duy chứ cái gì nữa nha. Mà tự nhiên quên mất vai trò của bộ não luôn à. Có hai lý do. Một là các ngài không có thể tư duy nổi, đưa ra cái vai trò của bộ não vì cái phương tiện giải phẫu y khoa lúc đó chưa phát triển. Hai là các ngài biết hết vì thiền định, nhưng các ngài nói ra sợ người nghe tẩu quả nhập ma, hiểu không? Nói vai trò của bộ não nữa dân chúng điên luôn. Cho nên sợ quá cất cái phần mà mình hiểu biết đó vô trong. Giống như Đức Phật biết hết như lá trong rừng, nhưng mà nói ra như lá trong nắm tay thôi. Các vị tổ sư duy thức cũng vậy, biết thì như lá trong rừng, nhưng mà nói ra để viết luận á, thì cái gì phức tạp giấu phức nó cho rồi luôn. Có thể như vậy. Cho nên cái vai trò bộ não bỏ qua luôn. Mà cái đó là cái thiếu sót cực kỳ lớn của duy thức. Chúng ta cần phải bổ sung thêm để phát triển cái tông duy thức lên. Chúng ta nhớ nha. Cái này chứ mình chỉ gợi ý cho quý thầy cô sau này phát triển lên thêm á. Rồi. Thì đó là cái chạm đến cái chỗ ý căn, với mình nói thêm cái ý đó. Để chúng ta lưu ý chỗ đó nha. Có nghĩa là theo duy thức mà chuẩn á, thì ý căn là căn của ý thức thôi, tức là thức thứ bảy là cái căn của sáu thức trước. Nhưng cái chỗ này nó tạo một cái lỗ hổng rất lớn, là sáu cái thức đầu á, thì cái căn nó là vật chất sờ sờ à. Nhãn thức, tức là thị giác, thì lấy con mắt làm căn, là vật chất. À, giống như cái bào mù hồi nãy, cái vật chất này hư thì con mắt cũng không nhận thức rõ ràng được nữa. Đó. Bây giờ tự nhiên đến thức thứ sáu, lại lấy cái vô hình vô tướng làm căn, có nghĩa là mạt na thức. Mạt na thức nó thuộc về tâm chứ đâu phải là cảnh đâu, đâu phải là vật chất đâu nha. Mà lấy cái đó làm căn nó mới lạ đó, đúng không nè? Làm căn mới lạ đó nha. Tự nhiên còn bộ não sờ sờ đó đó, cái sự hoạt động của ý thức là hoàn toàn dựa trên bộ não hết. Quý cô để ý coi, ngủ mê những trường hợp nào không có ý thức? Năm trường hợp không có ý thức là gì? Ngủ mê không mộng, hôn mê bất tỉnh là hai trường hợp người bình thường á. Còn ba trường hợp còn lại là mấy người tu thiền, nhập diệt tận định, vô tưởng định và sanh vô tưởng thiên, thì mấy cái trường hợp đó mình không tính. Mấy người đó, mấy người tu mới nhập vô trạng thái đó. Còn mình không có tu mấy kiểu đó thì dẹp nó qua một bên. Mình chỉ biết được ý thức không có hoạt động trong hai trường hợp thôi, là khi mình ngủ mơ, ngủ không nằm mơ, và khi mình bị hôn mê bất tỉnh. Chứ mình chạy xe về La Ngà đụng một cái rầm, mở mắt ra thấy công an dân phòng đầy hết trơn á, nhắm mắt lại, mở mắt ra thấy trong trạm y tế xã La Ngà mấy cái răng bể hết trơn luôn, mà lúc đó hoàn toàn không biết gì hết, không có cảm giác đau luôn nha. Thấy chiếc xe tải nó trước mặt mà mình ngủ, vừa chạy vừa ngủ nào không hay, đụng âm vô một cái văng ra rồi không thấy đau gì trơn. Mở mắt ra công an dân phòng đầy hết, chắc cả tiếng đồng hồ người ta gọi công an đến rồi đó. Rồi mở mắt ra là thứ hai trong trạm y tế, mà từ 8 giờ sáng tới 10 giờ sáng là mình bắt đầu mới làm hồ sơ, trong xong 11 giờ chạy xe về Bảo Lộc lên thiền đường Đinh Sơn tiếp tục nhập hạ đó. Mà quý thầy cô biết, hoàn toàn không biết gì hết, không có ý thức. Lúc mở mắt ra không nhớ luôn chuyện gì xảy ra, tại sao mình nằm trong trạm y tế. Cái tự nhiên nó nhớ lại, à hồi nãy mình nằm dưới đường mà thấy công an dân phòng tùm lum hết, vậy là mình bị xe đụng. À mà tại sao mình bị xe đụng? À hồi nãy chiếc xe tải xuất hiện trước mặt mình, có nghĩa là mình vừa chạy vừa ngủ, cái nó pha đèn, nó nhấn còi gì ngừng, tới nơi mình mới nghe, mình mới thấy, cái mình mở mắt ra là đụng vô cái ầm cái rồi đó, không kịp thắng gì hết đó. Cái trường hợp đó vắng ý thức được không? Mà tại sao vắng ý thức? Tại sao vắng ý thức? Bộ não bị chấn động, té xuống đập đầu là bộ não bị gọi là chấn động não, chứ chưa phải là tai biến mạch máu, chưa phải máu tụ gì trơn á. Bộ não mà đập xuống cái đụng cái là tự nhiên xỉu, tự nhiên xỉu nha. Đó, chúng ta lưu ý cho đó. Cho nên mà quý thầy quý cô có học cái môn tín ngưỡng tôn giáo chưa? Học chưa? Rồi thầy Nguyễn Trọng Hạnh có nói quý thầy quý cô đọc cái cuốn mà gọi là Sư Thúc Hòa Hảo á, có đọc cái đó cuốn đó không? Mà có biểu đọc không? Có biểu đọc mà không chịu đọc không? Trong cái cuốn đó kể về ông Huỳnh Văn Trí, tức là ông Mười Trí á, những cái thời mà ổng bôn tẩu bôn ba trốn cái sự truy bắt của thực dân Pháp á, do cái tội mà giết người ăn cướp rồi đó, là ổng với ông Bảy Diễn là tổ chức đi ăn cướp ở cái chợ lớn á, là một cái ngân hàng đó mở ra, cái tiệm vàng mở ra, thì á hai người canh nhau, cái ông đó ổng đi lấy ngân hàng. Thì ở dưới Tây Ninh á, mà ổng mới lên thành phố ổng cướp, thì vừa lấy tiền trong ngân hàng ra thì
ông Bảy Diễn ổng nháy mắt, ổng nháy mắt một cái là ở đây ông Mười Chí, chạy ra ngoài chiếc xe chặt vô cái cổ của cái ông bảo vệ, ông tài xế mà đang ngồi trên chiếc xe của cái ngân hàng á, chặt chặt vô gáy một cái, ông này đổ xuống như cái cây chuối, đổ cái bịch xuống cái liền, có nghĩa là bất tỉnh, hiểu không nè? Thì bị chấn động não, đúng không? Đập vô cái óc là cái vùng tiểu não, là đập vô một cái thôi là bất tỉnh liền. Thế thì đó, thấy không? Trường hợp vắng ý thức là chấn thương sọ não á, đúng không nè? Là bị chấn động não đó. Thế rõ ràng cái bộ não là ý căn chứ gì nữa. Khi nó bị chấn động thì ý thức không hoạt động. Đó là chứng minh rõ ràng có một cái căn của ý thức chứ làm gì cũng có được. Căn đó là bộ não đó nha. Đó. Như vậy thì quý thầy quý cô nên coi như cái đó là hiển nhiên khoa học nó lại chứng minh hết trơn rồi. Cái sự hoạt động của ý thức chúng ta là bộ não hoạt động hết. Wow, sự hoạt động của bộ não. Nhưng bên dưới cái sự hoạt động của bộ não có một cái động lực tiềm tàng vô hình ta gọi là mạt na thức và a lại gia thức nữa. Chứ không chỉ có, nếu mình nói bộ não là ý căn như vậy là vật chất quyết định ý thức đó nha, là rơi vào duy vật á. Đó. Nhưng mà đằng dưới của ý thức nó còn có bộ não. Chính vì sao mà Phật giáo Nguyên Thủy lại không có giải thích thêm là sao vậy? Ví dụ như Phật giáo Nguyên Thủy đưa ra 6 thức, nhưng mà có mấy căn? Có 5 căn à. Người ta có đồng ý không? Nha. Trong Phật giáo Nguyên Thủy A Tỳ Đàm cũng vậy, nói về sự hoạt động các loại thức á, gọi là tâm á, tâm vương á, thì đưa ra là 6 trần và 5 căn, ta gọi là 11 sắc pháp á, đúng không? Đồng ý không nè? Nha. Nhưng mà đến ý thức á là không có nói ý căn à, không có nói ý căn à. À, đấng lý ra đưa cái bộ não vô là xong rồi, mà họ không dám đưa là tại sao họ không đưa? Đối với thầy con, nếu đưa bộ não làm ý căn là toàn bộ hệ thống duy tâm, toàn bộ hệ thống A Tỳ Đàm của Phật giáo Nguyên Thủy lẫn duy thức phá sản hết. Bởi vì cuối cùng lại cái căn bản của sự hoạt động của các thức là vật chất chứ không phải là tinh thần. Lưu ý chỗ đó. Vật chất có trước, ý thức có sau. Bởi vì căn là căn bản mà, là nền tảng mà, là gốc rễ mà. Nhờ có căn mới có được thức chứ, đúng không? Không có căn lấy gì có thức. Đó. Kẹt. Nên có ý thức mà không có ý căn. Đến được duy thức ra đời á, bây giờ ý căn lấy cái gì? Nếu mà đưa bộ não vô làm ý căn là duy vật quyết định duy tâm mày. Kẹt. Đưa cái mạt na thức làm ý căn là chắc cú nhất. Vì sao? Bởi vì nó là tâm, đúng không? Nó không phải là cảnh, nó không phải là vật chất, nó không phải sắc pháp. Nhưng chúng ta phải công tâm, chúng ta nhìn nhận rõ ràng sự hoạt động của ý thức đều là dựa trên bộ não. Cho nên bộ não là căn của ý thức. Nói về mặt khoa học nó là như vậy. Bây giờ cái mạt na thức nằm ở đâu trong vai trò này? Thì bây giờ mạt na thức nó vốn là tâm, thì cho nó là tâm luôn đi. Nhưng trên đời này không có cái gì chỉ có tâm mà không có cảnh. Ta nhớ chỗ đó. Mà không có sắc chất. Hai cái đó nó tách rời nhau, không chia lìa nổi, từ kiếp này qua kiếp kia. Cho nên ở trong thân chung ấm cũng phải có một cái dạng vật chất nào đó đi với lại tâm thức. Rồi tái sanh qua kiết sanh thức, nó phải có một cái dạng vật chất nào đó đi cùng với nó. Ở đây chúng ta không chủ trương duy tâm là ý thức có trước, vật chất có sau. Cũng không chủ trương duy vật là vật chất có trước, ý thức có sau. Mà hai cái đó đều hiện hữu câu sanh đồng thời với nhau luôn. Không có tách lìa được. Có nghĩa là trong lúc chúng ta sống thì cho dù trạng thái nào nó cũng có tâm thức ở trong. Kể cả cõi trời vô sắc cũng có một dạng vật chất vi tế nữa. Nha. Có như trường phái nhất thiết của bộ cho rằng cứng cái trạng thái cõi trời vô sắc vẫn có vật chất vi tế, nhưng mà nó quá mịn, quá vi tế cho nên không thấy nổi nó, cho nên gọi nó là vô sắc, chứ nó vẫn có vật chất. Thế thì vật chất đó là cái gì? Mạt na thức lấy cái gì làm vật chất? Nó lấy cái gì làm căn? Hồi nãy chúng ta thấy mạt na thức nương tựa nơi thức thứ 8 làm căn, đúng không? Nha. Thức thứ 8 làm căn. Mạt na thức nương tựa đó. Mà thức thứ 8 á, thì lại là chứa những chủng tử không à? Chủng tử đó lại là vật chất mới chết chứ. Dưới dạng gì? Vô biểu sắc, ta gọi là pháp trần. Pháp trần nó là trần cảnh lại. Nó là vô biểu sắc, những cái hình bóng đó. Cái file vi tính hồi nãy thầy lớp trưởng chiếu lên cho chúng ta coi là chuẩn bị viết kỷ yếu. Cái file vi tính đó được lưu trong cái USB của thầy lớp trưởng. Nó chiếm dung lượng là hình như là 48 kilobyte. Nãy thì mình coi sơ sơ đó, có nghĩa là nó có khối lượng. Nó có khối lượng thì nó phải là vật chất, được chưa nè?
Cho dù vật chất đó mình không thấy mặt mũi nó đâu, nhưng mà chiếu lên thì nó ra chữ á. Đó. Giống như cái file này á, là nó gần 2 mê nè, bây giờ hình ảnh nhiều nè, nó nặng hơn. Như vậy thì nó là vật chất đó quý con. Những cái file lưu trong máy vi tính là vật chất, gọi là vật chất không thấy được, ta gọi là vật chất cực nhỏ, cực thánh sắc. Ta gọi là vật chất không thấy được hay vô biểu sắc, ta lưu ý chỗ đó nha. Như vậy, thức thứ 8 hoạt động cũng có vật chất trộn chung ở trong, thức thứ 7 hoạt động cũng có vật chất trộn chung ở trong, bởi vì thức thứ 7 là thức thứ 8 nó sinh ra, nó lấy thức thứ 8 làm căn, đúng không nè? Mà thức thứ 8 lại có một phần vật chất, phần tâm linh ở trong. Tóm lại, tất cả các thức hoạt động đều có chung cái sự câu sanh của sắc và tâm ở trong luôn, chứ không có tách riêng được, lưu ý. Hòa thượng Nhất Hạnh nói chân lý nhưng mà rất là khó hiểu là vậy. Cái biết của thức không bao giờ biết một mình, mà phải có cảnh mới biết được. Mà cái gì nói cảnh thì cái đó là vật chất, chúng ta lưu ý cho đó ha. Kể cả hình bóng của nó trong tâm cũng là dạng vật chất không thấy được, gọi là pháp trần. Đó là cái giải thích thêm. Bây giờ chúng ta đi cho nhanh nè. Giờ thì một cái tên thứ hai gọi là truyền tống thức. Vậy thì ý căn nó có những cái vấn đề như vậy, chúng ta cần phải khảo cứu thêm. Thứ hai, cái tên lạ thứ hai gọi là truyền tống thức, mà thật ra cũng chẳng lạ gì, chúng ta đã học biết bao nhiêu lần cái này rồi. Cái chức năng của nó là thu thập những cái hình bóng đưa vô bên trong, gọi là lưu trữ thành chủng tử. Đồng thời nó lấy những cái hình bóng trong tâm có sẵn đó để khởi ra hiện hạnh, tức là hướng về 6 thức trước, hướng về bằng cách là quay lưng đi chứ không phải quay mặt về ra phía trước nha. Bởi vì nó mắt nhìn cái bản ngã thì nó không có nhìn ra ngoài được. Nó chỉ khiến cho thức thứ 6 hoạt động, 6 thức trước hoạt động theo cái sự hoạt động của nó. Mà chính cái điểm này á, lại là cái điểm mà chúng ta cần phải đặt cái tên của thức thứ 7 gọi là căn của 6 thức trước mới đúng nè. Đó. Nè, thu nhận ảnh tượng vào nội tâm và cất giữ ở A Lại Gia sau khi được ý thức nhận thức. Đó. Mà ý thức nhận thức lại phải trải qua 5 thức kia, đúng không? Đó. Đồng thời chuyển ảnh tượng từ A Lại Gia trình diện ý thức để hồi tưởng. Ông này ngồi hồi tưởng lại, như cái bà này là ai đây, lão bà hả, hay ai đây, còn này là gì đây, lúc mà còn ngoài đời chắc là đi buôn bán gì đó, đúng không? Đó. Hay là hát sướng gì đó ha, vân vân. Đó, thì ông ngồi thiền nhưng mà ông nghĩ đến cái cảnh vọng tưởng phát sinh ra, được không? Đó. Rồi, thích thì thu nạp, không thích thì tống khứ. Khuynh hướng, thái độ, thành kiến, kiến chấp, phân ranh giới nhị nguyên rõ ràng. Thiện ác, tốt xấu, phải trái, đúng sai. Đúng không nè? Thì chuyện đó là của ý thức. Còn mạt na thức là gì? Chỉ có 2 cái khuynh hướng nhị nguyên thôi, là sao? Hoạt động, thích là thích cho cái ai? Cho bản ngã đó. Không thích là không thích cho bản ngã, được chưa nè? Lưu ý chỗ đó. Đó là cái đặc điểm của nó. Cái ý căn nè, thứ hai là truyền tống thức, thứ ba là câu sanh ngã chấp. Ví dụ như cái hình ảnh này là một chàng đồng tử là đi cứu mấy con vật nè, rồi bố thí vân vân nè ha. Đó, thì khi mà chết á, đi xuống Diêm Vương á, thì quỷ sứ nó trải cái thảm đỏ đi để nó mời xuống Diêm Vương. Nhưng mà ở trên cõi trời thì cũng có mấy ông chư thiên, mấy bà chư thiên rải hoa cúng dường để kêu lên cõi trời, ví dụ ha. Đó, tức là tùy theo nghiệp thiện ác mà đi, đúng không? Đó, đó thì bám theo đó làm ngã. Luôn luôn mặt na đi theo cái thức A Lại Gia như bóng với hình vậy đó. Rồi. Bây giờ bản chất và phạm vi của nó thì chúng ta đi rất nhanh. Bản chất của mạt na, tức ý trong tất cả mọi thời, hằng chấp ngã, ngã sở, ngã mạng, vân vân. Thì đây là cái bộ luận khác, chứ không phải thành duy thức luận, là Du Già Si Địa Luận nói rằng mạt na, hay còn gọi là ý, trong tất cả mọi thời, hằng chấp ngã và ngã sở, ngã mạng, thì cái chuyện này đương nhiên rồi, mình học từ bữa giờ rồi. Ở đây chúng ta lưu ý, những cái tư tưởng này nó nằm ở trong các bộ luận của 2 ngày Vô Trước và Thế Thân thôi. Tư tưởng Mạt Na và A Lại Gia chỉ có một chiều từ hồi xưa cả ngàn năm nay, từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 21 là 17 thế kỷ vừa qua, gần 1700 năm qua, chúng ta chỉ biết, và Đạo Phật chỉ biết nhai lại cái tử ngữ, tức là những cái kiến thức của 1700 năm về trước, khi y học chưa phát triển gì bao nhiêu cả, khoa học chưa phát triển bao nhiêu cả. Chúng ta dạy bao nhiêu thế hệ cũng chỉ đem ra nói đi nói lại cái đó. Không ai mà đưa thêm được cái gì mới, cái gì nó hợp hơn thời đại ngày nay hết. Thì quý thầy quý cô cần phải thay đổi cái đó. Mốt viết lại mấy bộ luận
duy thức này lại, nhớ không? Mà dưới binh 50 tuổi sắp đi rồi. Mà viết văn cũng dở ẹt nữa, hồi đó làm văn dưới trung bình không mà, cho nên viết ra chắc người ta bỏ chạy, người ta khỏi thèm đọc luôn á. Do đó mà cái thầy cô ở đây giỏi văn á, là sẽ xuất hiện một hòa thượng nhất hạnh thứ hai đi, là viết lại duy thức, gọi là đừng có duy thức ngũ thập tụng dài quá, nó tới 50 bài kệ ai đọc nổi, duy thức ngũ tụng thôi hoặc là thập tụng thôi đủ rồi. 10 bài tụng thôi, thời đại điện tử mà bây giờ đưa 50 bài kệ, 30 bài kệ, nó đọc 3 bài cái nó ngủ rồi, nó đi chơi game cái tiêu luôn á nha. Gọn đơn giản nhưng mà đầy đủ, dù 7 thức viết 7 bài tụng thôi không cần nhiều, 8 thức viết 8 bài tụng thôi, cho thêm 2 cái râu ri là 10 bài được rồi, đúng không? Bài mở đầu, bài kết luận, 8 bài chính giữa nói về 8 thức, gọi là duy thức thập tụng thôi, người ta còn có khả năng đọc á. Quý cô về chế, quý thầy về chế ra nha. À, duy thức thập tụng, chứ có tam thập nữa, dài quá. Học cả buổi trời chưa xong bài nó chết rồi. Phật giáo hòa hảo như quý cô, quý thầy học đó, có nghe thầy Nguyễn Trọng Hạnh nói không? Trong vòng năm 1939 thành lập đến năm 1954 mà 2 triệu tín đồ đi theo rồi, kinh không? Đạo Cao Đài nhiêu triệu? Đạo Hòa Hảo 2 triệu, Đạo Cao Thầy gần 1 triệu rưỡi. Trong khi đó toàn dân số miền Nam có 5 triệu à. Trời ơi, 4 triệu rưỡi đi theo mấy cái đạo kia, 3 triệu rưỡi theo mấy đạo kia, còn nhím đạo Phật, gọi là đạo Phật chết đó. Đạo Phật nguyên thủy của người Khmer. Còn đạo Phật mà Bắc Tông thì dường như là nằm ở trong cung đình, mấy thầy là phục vụ cho cái giới mà gọi là giai cấp cao mà sắc đế lợi không à. Đó, mấy quốc sư đâu đó, đâu có gần gũi bình dân đâu nha. Cho nên á, ông gì ta? Ông gì mà sáng đạo cái đạo đầu tiên của tôn giáo bản địa là ông gì? Đoàn Minh Huyên. Trời ơi, học rồi quên hết rồi. Sáng lập ra đạo gì? Hả? Bổ. Trời ơi, Bổ Sơn Kỳ Hương. Bổ Sơn là núi cấm á nha, là núi thơm á nha, một cái hương lạ đó. Năm 1847 ông sáng lập ra đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, 10 năm sau năm 1849 là sáng lập đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, bởi vì cái nạn mà nạn dịch đó nha, năm 48 đến năm 50 á. 10 năm sau Pháp đem chiến hạm vô bắn Đà Nẵng đó. Thì Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên á là một thiền sư, đem cái đạo Phật đơn giản hóa nó cho người ta thờ ảnh tượng nhiều quá, tối ngày cứ năng lễ sở lễ tánh không tịch, nhưng mà mình quỳ lại muốn chết luôn vậy đó. À, mà không tịch chỗ nào? À, cảm ứng đạo giao năng tư nghì chỗ nào? Cái cảm ứng đạo giao năng tư nghì bình đẳng là gì? Thờ một cái tấm trần điều màu đỏ là xong à. Nó không cao hơn mình, không thấp hơn mình mới gọi là bình đẳng á, đúng không nè? Rồi á, không cần cúng kiến gì nhiều hết, một ly nước lạnh, cái bàn thiên có 2 tầng, tầng trên là thờ hoàng thiên, tầng dưới thờ hậu thổ, tầng trên đề bát nhang, hai bên là cái ly nước đủ rồi, ở dưới là một cái chén gạo, bên đây chén muối, ly gạo ly muối nhỏ, xong. Cúng kiến vậy, còn mình giờ nội chuyện mà cúng buổi mong sơn thí thực không mà cả chục chén cháo không rồi hò hét sùm ra rồi rải tá lả hết trơn á, đúng không? Chưa kể rầm riết gì bông trái đem cắt lên xong ngày mai cũng dục hết trơn à, đó nó héo dục hết trơn à. Đó, người ta truyền đạo đơn giản, người ta truyền đạo bằng cái tâm rất là đơn giản vậy thôi, ùng ùng người ta theo cả mấy triệu tín đồ. Mà sau này mấy ông kia, mấy ông đệ tử rồi bị một cái ông quân sư gọi là nhà thơ Việt Châu á, cái ông này nè, ông này là hình như em anh gì của ông Nguyễn Hiến Lê đó, ông này làm quân sư cho Huỳnh Phú Sổ nè, mới xui khiến cho ông Huỳnh Phú Sổ để đi theo con đường chạy theo Nhật, bảo hồi chạy theo Pháp, hồi chạy theo Nhật đánh Việt Minh tá lả hết trơn á. Thì cái ông này đây là cái ông mà chuyên viết sấm giảng cho Huỳnh Phú Sổ, ngày đức thầy Huỳnh Phú Sổ với ai à, với lại viết sấm giảng làm quân sư đó, là tổ chức cái này đảng kia đồ là ông này hết đó. Bị một người lãnh đạo mà có một cái ông mà ổng hôn quân, cái gọi là quân sư mà ác đi theo là chết. Cho nên đạo Hòa Hảo biến tướng, lập quân đội chạy theo danh vọng địa vị, bị được phong tướng phong tá lả hết. Còn ban đầu á, cái đạo của người ta là chân chất, cái đạo của người ta là vị tha vì dân chúng, bình dân thất học mà lập ra cái đạo rất là đơn giản, dễ tu dễ học. Đạo Phật mà chúng ta đem duy thức ra chúng ta giảng cho giới bình dân là đổ nợ liền. Cái giới tri thức nó còn không muốn học nữa, chứ đừng nói giới bình dân. Bởi vì sao? Nó đầy dẫy những cái lỗ hổng khó giải thích. Là ý căn, là căn của ý thức, mà căn của ý thức lại là tinh thần mới chết chứ.
Đáng lẽ căn là phải là có vật chất ở trong. Mắt là căn của nhận thức. Bây giờ đưa ra giới mà y khoa nó nghiên cứu một hơi, cái nó nói cái chỗ này bộ não để đâu cái kẹt liền đó, nha. Cho nên mình phải sửa lại, mình nên sửa lại duy thức một chút. Rồi bây giờ á, tính chất của nó là hằng thẩm và tư lương. Hằng thẩm và tư lương là gì? Thẩm sát, luôn luôn thẩm sát, ta gọi là hằng thẩm, nhớ không? Tư lương không phải là nhìn ra bên ngoài suy nghĩ nữa, mà là khiến cho bên ngoài suy nghĩ theo ý của mình để có lợi cho mình, thì ta gọi là tư lương. Rồi, thẩm là thẩm xét á. Du già nói mạt na tức ý, trong tất cả mọi thời hằng chấp ngã, ngã sở và ngã mạng. Cái này cơ chế tự tồn bản năng là ái và thủ, ta lưu ý chỗ đó. Hai cái đặc tính của nó nữa là yêu thích bản ngã và chấp thủ. Quý thầy, quý sư cô để ý, bên ngoài người ta thương nhau, nam nữ thương nhau, cuối cùng rồi cũng quy về cái bản ngã nha. Người ta kính thống kê cứ một năm rưỡi là bắt đầu gia đình người ta, vợ chồng người ta chán nhau, bắt đầu người ta tìm cái niềm vui mới, cho nên có cái vấn đề ngoại tình và bị phạm pháp luật vân vân. Tại sao vậy? Tại vì cái bản ngã nó được thỏa mãn rồi, nó khổ chỗ đó đó. Và chính cái chỗ đó ta gọi là ái và thủ. Thủ là mặc dù á là cái người mà người ta đi quen cái người này người kia khác, nhưng mà người ta cũng không muốn cái người mà thương của mình quen người khác nữa, hiểu không nè? Nó gọi là thủ, được không? Bởi vì yêu cái ngã cái ta thôi. Ở phương Tây á là nó tiến bộ từ từ, nhất là cái giới mà diễn viên điện ảnh đâu đó là họ rất là tiến bộ. Ví dụ như thấy mình không có hợp với cái người đó thì cho người đó tự do đi lập gia đình, mình đi kiếm gia đình khác. Nó chia tay là chuyện bình thường đó nha, bởi vì cái trình độ nó cao, dân trí nó cao. Còn dân trí thấp là cứ bị cái ái thủ nó chấp và người ta khổ vì cái đó, không có tiến bộ nổi. Cơ chế tự tồn bản năng ái thủ là bản ngã của mỗi người, chúng ta lưu ý chỗ đó. Và bản chất của nó tiếp tục, cái đối tượng nhận thức của nó thì mạt na thức nó hợp với lại đế chất cảnh. Trong ba cảnh là tánh cảnh, độc ảnh, đế chất cảnh, thì nó hợp với đế chất cảnh. Cái chỗ này quan trọng lắm nè. Cái đối tượng nhận thức của mạt na, chúng ta lưu ý, nó chính là A Lại Gia, là đối tượng nhận thức của nó, là hướng vào bên trong. Thứ hai là những thông tin nó lấy từ bên ngoài qua sáu căn. Coi như chúng ta coi như bộ não là căn đi nha, của ý thức đi, qua sáu thức thì được xem như cũng là một đối tượng gián tiếp của mạt na. Nhưng nó lấy cái cảnh gọi là đế chất là sao? Chúng ta ba cảnh là tánh. Tánh cảnh thì là cái cảnh thật, là cái cảnh thật. Cảnh thật là sao? Là cái cảnh nó có mặt trước mặt mình á, hiểu không nè? Nó có tồn tại trước mặt mình á nha, gọi là tánh cảnh, được không nè? Hình dung được không nha? Rồi, nhưng mà nhìn xuyên được cái tánh chất của cái cảnh đó cũng không phải dễ dàng, phải có một cái trực giác à, gọi là hiện lượng, và tỷ lượng đúng nha. Chứ còn mà tỷ lượng sai á, nó gọi là tợ tỷ lượng á, hay là phi lượng cũng trật luôn. Cái thứ hai á là đế chất cảnh là gì? Một cái cảnh trước mặt mình là tánh cảnh, mà mình lại không thấy được cái vật đó trước mặt mình, mà mình đi liên tưởng đến cái ngược, cái cảnh khác tương tự như vậy thì gọi là đế chất cảnh, hiểu không? Tức là cũng cái cảnh đó trước mặt mình, nhưng mà bây giờ nhìn qua một cái thành kiến khác. Lấy ví dụ vậy để hiểu đế chất cảnh rồi nha. Ví dụ như Chí Minh ở đây đứng trước mặt quý thầy cô là Chí Minh thôi, vốn là như thị là không có tánh chất gì trơn á. Nhưng mà thử hỏi 100 người nhìn Chí Minh đó là khác nhau 100 kiểu hết trơn á, thì cái đó ta gọi là đế chất cảnh, được chưa nè? Ví dụ như thấy Chí Minh hôm nay trời dương mập nổi 2-3 cái mụn đây, chắc cái ông này hôm qua ông uống cà phê rồi ông thức đêm ông coi phim quá chứ cái gì, thí dụ đi ha, gọi là đế chất cảnh á nha. Nhưng có người khác nói không phải đâu, chắc thầy với mình hôm qua ông mắc thức khuya ông soạn bài cho nên giờ ông là trao giao rồi mắt ông lờ đờ mặt ông nổi mụn tùm lum hết nha. Có nghĩa là sao? Cũng một cái tánh cảnh đứng trước mặt mà mình không thấy, cái người đứng trước mặt là người đứng trước mặt thôi, không tánh không tính chất gì hết trơn á. Nhưng mà bỗng nhiên mình liên hệ đến cái chuyện mà một người
mờ, hôm nay thần sắc nó không có, mờ mặt thì là sạm sạm, rồi bắt đầu nổi mụn tùm lum nha. Thì mình liên kết đến một cái hình ảnh hoặc là xấu hoặc là tốt khác để nhận thức cái người trước mặt mình, thì cái đó ta gọi là đới chất cảnh, được chưa? Cái cảnh điên đới á nha. Mà luôn luôn là mạc na thức của chúng ta nhận thức cảnh vật bằng cách liên đới đó không, chứ không khi nào mà như các thiền sư nhìn cái là thấy tánh cảnh liền. Thì ổng trước mặt mình thì biết trước mặt mình thôi, còn ổng sao thì kệ ổng, thí dụ đó ha. Đó, người ta gọi là thấy tánh cảnh, được không? Đó, không sao hết trơn á. Ăn tướng cướp đứng trước mặt thì kệ ổng, cái lúc ổng đi ổng giết người thì cái lúc đó ổng là tướng cướp, nhưng mà đứng trước mặt mình ổng vô chùa ổng lại mình, ổng biểu mình thầy ơi coi giùm con coi hôm nay á là con đi làm ăn có tốt hay xấu. Mà cái chuyện làm ăn của ổng gọi là đi hát á, tức là đi ăn cướp á nha. Thì giờ người ta đứng trước mặt mình vô chùa, người ta nhờ mình coi giùm coi ngày mai tối hôm nay họ đi làm ăn tốt hay xấu, thì mình chỉ biết vậy thôi đủ rồi, đúng không nè? Rồi mình nói trời ơi coi cho nó là coi giùm tối nay nó đi giết người cướp của nha. Cái đó gọi là đới chất cảnh này, hiểu không nè? Còn mình nếu vô nó coi thì nó coi bình thường thôi. Cho nên giờ mình tập nhìn với tánh cảnh là mình đang sống theo cái chuyện mà đoạn trừ cái mạt na đi á. Mạt na chuyên môn nhìn cảnh là phải có liên đới, liên đới. Cho nên tam sao thất bổn là vậy nha. Còn đọc ảnh cảnh là gì quý thầy cô? Đọc ảnh cảnh là sao? Đọc ảnh cảnh là không có cái đối tượng trước mặt, mà bây giờ mình nghĩ lại cái cảnh đó trong tâm thì gọi là đọc ảnh cảnh, được chưa? Cái cảnh riêng của một mình nó trong tâm, chứ không có cái cảnh thiệt ở bên ngoài, được chưa nè? Gọi là đọc ảnh cảnh. Rồi. Nói về đây nè, đế chất cảnh là the realms of representation, tức là cái cảnh giới của sự tượng trưng á nha, cái sự đại diện á, được không nè? Đại diện tượng trưng á nha. Ý tưởng về sự vật khác với bản thân sự vật, cái này là kéo khác nè ha. Tức là bản thân sự vật là tánh cảnh, nhưng mà mình nhìn sự vật á đâu có thấy được tánh cảnh đâu, mình nhìn thấy là ý tưởng về nó do cái tưởng tượng của mình về cái vật đó nha, theo ý của mình á, dựa vào tánh cảnh là sự vật mà tạo ra vẽ ra riêng theo ý mình đó, thì ta gọi là đới chất cảnh, hiểu không nha? Rồi, bản sao về sự vật thôi chứ không phải nhìn sự vật thật. Còn thiền sư thì nhìn sự vật thật, mình luôn luôn nhìn bằng bản sao, còn bản sao tốt, bản sao xấu, bản sao gì đó. Tùy duyên chấp ngã lượng vi phi, hằng thẩm tư lương ngã tướng tùy. Đây là những cái câu nằm ở trong Bát Thức Quy Cổ Tụng của Ngài Huyền Trang khi nói về tám thức. Trong đó có nói về thức thứ bảy, được chưa? Tùy duyên mà nó chấp ngã, lượng của nó là phi. Chúng ta có tam lượng là hiện lượng, cái gì nữa? Tỷ lượng và phi lượng. Hiện lượng là nhìn đúng tánh cảnh, hiểu không nè? Có làm sao thấy vậy người ơi á nha, là đúng tánh cảnh. Còn tỷ lượng là nhìn qua đới chất cảnh, được chưa nè? Đới chất. Mà đã nhìn qua đới chất là có một cái sự gán ghép cái quan niệm của mình vô cái cảnh đó rồi á, thì nó sẽ có hai trường hợp: mình quan niệm đúng và mình quan niệm sai. Mình quan niệm đúng thì gọi là gì? Tợ tỷ lượng. Đúng là gì? Chân tỷ lượng. Rồi, chân tỷ lượng. Và sai là tợ tỷ lượng, đúng không? Còn hiện lượng á, là đôi khi nhìn cái hiện lượng á, cũng có thể trật, hiểu không nè? Trật là sao? Là bởi vì mình cũng nhìn thấy trực tiếp là cảnh vật là như vậy, nhưng mà kẹt cái á, là nó không phải vậy. Ví dụ nhìn thấy một con rắn nó bò trên mặt đất, nhưng mà vì cái lúc đó mình nó, mà cái đó phải là cọng dây, gọi là cái ống nước mà bây giờ ống nước mà nó làm ống nước rằng rằng ri ri ri, ống nước xanh xanh mấy thầy cô ấy á, ban đêm bỏ ra mà ánh trăng á, nó y như con rắn, nhất là ống 21 nhỏ xíu nha. Trời ơi, chúng mình bị táo quả mấy lần rồi đó. Đi đang đi lên, nó nằm dắt ngang đường, trời ơi, muốn chạy cũng không nổi luôn á, sợ rắn mà. Chạy xuống rồi, chạy luôn. Thầy ơi, thầy lên tụng kinh mà làm gì thầy chạy xuống dữ vậy thầy? Rắn anh Quang ơi, rắn bự quá trời, nó nằm đó. Cái nói rồi thầy lên đi, nó thấy mình đâu cắn rồi, hồi nó cũng bò đi rồi, nó còn nằm trên hình kia kìa. Cái anh Quang ảnh rón rén vô, nó cầm cái cây anh chạy lên, anh chạy lên, cái hồi anh chạy xuống, trời ơi con rắn đâu mà con rắn, cái này cái ống nước thầy ơi. Nãy con tưới cây con bỏ quên rồi đó. Thì như vậy là sao? Cái cọng dây đó mình cũng nhìn một cái mình nói là con rắn, cũng là gì, cũng là hiện lượng thôi, hiểu không nè? Trực tiếp không suy nghĩ vậy đó, nhìn cái phán là con rắn liền, nhưng mà con rắn đó là cọng dây, cho nên con rắn đó bị trật, cho nên gọi là tợ hiện lượng, được không nè?
Còn giờ nhìn ống nước thấy ống nước thật đúng chính xác thì cái đó là chân hiện lượng, hiểu không? Như vậy thì hiện lượng cũng có hai là tợ và chân. Mà bây giờ tợ hiện lượng cộng với tợ tỷ lượng thì nó thành ra là phi lượng, hiểu không nè? Là nhìn sai á nha. Như vậy mạt na thức mà can dự vô một vấn đề á là sao? Đọc coi lượng vi phi là sai, nhớ chỗ đó đó, nó can dự vô là sai, cho dù nhìn trực tiếp tánh cảnh cũng trật luôn. Trật ở đây là làm sao? Trật ở đây là nói về lý á. Ví dụ như Chí Minh nhìn thấy con, cho dù Chí Minh nhìn thấy ống nước là ống nước không phải con rắn, nhưng mà nó vẫn sai ở chỗ nào? Nó vẫn sai ở cái chỗ là ống nước vốn không phải là ống nước, bởi vì nó là duyên hợp huyễn có, vô ngã vô tánh chất gì hết, nó như như. Nhưng mà mình nhìn sự vật cái mình định danh nó là cái gì là trật liền. Cho dù nhìn cái bàn này định danh là cái bàn là trật rồi đó. Trật rồi. Tại vì cái này là miếng gỗ gì cái ghép lại mình đặt cho nó cái bàn là phi luôn chứ không có chân nữa nha. Là họ sai á. Thì như anh can dự của mạt na thức là nhận thức sai, cho nên là phi lượng. Hằng thẩm tư lương ngã tướng tùy. Luôn theo cái ngã tướng mà đặt tên, đặt cho cái danh, cho nó một danh xưng, cho là ngã tướng tùy, tùy theo cái tướng trạng mà mình đặt cho nó, gọi là pháp chấp á nha. Thì đó là cái đặc biệt của mạt na thức. Ngã tướng đế chất, mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một và hai là sao? Tức là bắt tay gián tiếp đến bên ngoài nó đã trật rồi, nhưng mà quay trực tiếp nhìn vô bên trong cũng trật. Là ngã vốn là một cái khối duyên sinh, gọi là một mớ chủng tử, như một cái rổ đậu, gọi là đậu ngũ cốc vậy đó. Nhưng mà lại chấp cho đó là ngã, thì cái đó gọi là đế chất á nha. Ngã tướng đế chất á. Ngã tướng đây là A Lại Gia, được chưa? Nhìn A Lại Gia, đáng lý ra nhìn cái gì mà gọi là mình á, ta đều là rỗng không vô ngã hết, không có gì là ta hết. Ví dụ sắp tới là hôm qua hôm kia gì sư cô Huệ Hòa cổ điện chứ mình chứ nói chứ thầy ơi, bây giờ thầy rành về Phật giáo Đại thừa thì con mời thầy dạy cái lớp tiếng Anh, cái môn giới thiệu về Phật giáo Đại thừa được không? Chứ mình cũng sớm xác nhận ừ, nhưng mà thực là chết rồi, cả năm nay mình không đụng đến tiếng Anh làm sao đây đó. À nhưng mà không sao, thì giờ nhân cơ hội này học lại nha. Quý thầy có cô biết chuyện gì không? Là cái tiếng Anh của mình có học đi nữa rồi nó cũng mất, đúng không? Nó cũng quên. Chú Lăng Nghiêm hồi đó chú Minh thuộc lầu, bây giờ mỗi lần đọc là phải dở bổn ra hết trơn, không nhớ gì hết trơn nha. Thì sao vậy? Cái mà mình cho là mình á, mình là hồi xưa mình biết tiếng Anh, học đại học Anh văn tại chức nè, rồi mình là hồi xưa là học chú Lăng Nghiêm có 20 ngày thuộc chú Lăng Nghiêm nha, tự hào tự cao tự đại lắm, bây giờ không nhớ một chữ nữa, đúng không? Đó. Thì đó, rõ ràng cái mình đó đâu có tồn tại mãi mãi đâu, nó là duyên sinh duyên hợp mà đó. Nhưng mà mình chấp đó là mình thì cái đó gọi là tợ, hiểu không nè? Tợ. Rồi giờ nhìn lại không có cái gì là mình hết, nếu là mình thì nó không mất. Còn nó mất đi, nó mài mòn theo năm tháng, tiếng Anh lúc nhớ lúc quên, thì đó là không phải mình này. Đó. Thì cho nên mạt na chấp A Lại Gia là ngã, thì đó là một dạng của đới chất cảnh rồi nha. Nghĩa là có một cái gì đó gọi là ngã, đó là cái mình xây dựng lên cái hình ảnh đó, cái mình gán cho A Lại Gia của mình là cái ta, cái ngã đó. Đó gọi là đới chất ngã, ngã tướng đới chất. Nếu nói A Lại Gia là mình thì mình với ta tuy hai là một, đúng không? Nhưng mà nói A Lại Gia không phải là mình, vậy chẳng lẽ mình là người khác à? Thì ta với mình tuy một mà hai. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái câu ta với mình tuy một mà hai á, không có nghĩa là không có cái ngã, không có cái ta, mà vẫn có cái ta, cái ngã. Cái ta, cái ngã này nó vẫn tồn tại, nó là mình đó, nhưng nó vô ngã. Cái câu này á là để phá cái chấp mà không có ngã, còn cái câu này á thì để phá ngã không phải là mình nha. Đó là cái ý nghĩa của nó. Bây giờ tiếp tục nè. Cái phạm vi tái sanh của thức A Lại Gia, của thức mạt na, thì đã nói rồi, thức A Lại Gia nó có khả năng là sanh vào cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời người. Thì A Lại Gia đi đâu, mạt na như bóng đi theo hình tới đó. Như vậy mạt na phải có mặt đủ ở trong ba cõi sáu đường, đúng không? Rồi xong.
có mặt ở ba cõi sáu đường. Vua già nói, do có A-lại-da nên có mặt na, do mặt na này trong trạng thái vô tâm hay hữu tâm luôn luôn cùng vận hành với A-lại-da, duyên và A-lại-da làm cảnh giới. Ý được sản sinh, Hiển Dương Thánh Giáo Luận nói, ý được sản sinh từ chủng tử trong thức A-lại-da rồi trở lại lấy thức đối, làm đối tượng sở duyên. Ý trong tất cả thời, duyên và thức A-lại-da, bản chất của nó là tư duy, vân vân. Thì cái này cũng không có gì khó hiểu. Nói chung là cái thức mặt na này nó được ra đời bởi vì chấp ngã. Còn ngã là còn nó, hết ngã thì nó tạm thời nó chuyển thành bình đẳng thánh trí. Đam mê chấp trước ngã pháp và quản lý tất cả các hạt giống. Đó là một cái đặc tính khác của thức A-lại-da trong vấn đề đi tái sinh. Như vậy thì cho dù mình một em bé mới ra đời, nó chưa biết gì hết trơn á, nhưng nó vẫn đam mê chấp ngã và chấp pháp, đặc biệt chỗ đó nha. Cho nên á, là hôm qua chứ mình đi sửa chiếc xe Honda để đi lên đây đi dạy, cái ông sát bên chùa, ổng lần đầu tiên mình đem chiếc xe Honda vô cho ổng coi lại tại sao mà nó kêu rột 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 rồi nó bể bánh ông giá rồi lại. Thì cái lúc đó cái bà con nhỏ chị nó mới có 11-12 tuổi và bế cái thằng em nó mới sanh ra, hình như nó đầy tháng hay sao á, nó mới nó ra thì nó thấy mình một cái á, nó khóc thét lên luôn. Tại vì nó thấy mình lạ quá, mặc cái áo màu nâu cạo chọc đầu, trong khi mấy người kia thì không có mặc áo nâu, không có cạo chọc đầu, là nó nhìn ai, nó nhìn ba nó quen rồi, nó nhìn mẹ nó quen, nó nhìn anh chị em nó quen cái kiểu mà người đời rồi. Bây giờ nó thấy một người kỳ lạ quá, mặc cái áo nâu mà cạo chọc đầu nữa, ảnh khóc thét lên, ông ôm con nhỏ chị một cái. Cái ba nó nói, đây, ba nó tay chân dầu mỡ mà, chắc nó thấy thầy nó sợ. Cái lại ôm nó, cái nó nín liền à, đại khái vậy đó nha. Thì như vậy, đứa bé nó mới nhỏ xíu à, mà nó cũng biết chấp ngã rồi chứ bộ. Nó biết cái cảnh cái người kia cũng đáng sợ. Mặc dù thầy tu chứ biết đâu được ông kẹ hay sao đó. Để là nó mới ra đời mà cũng biết chấp ngã rồi chứ bộ. Cho nên cái này gọi là đam mê chấp ngã và pháp ở trong lúc mà chúng ta tái sanh. Và quản lý tất cả các hạt giống, có nghĩa là trong tâm thức của nó là cái người bình thường á, là không có hại, mà có một người lạ lạ là có ngại nha, hại nha. Cho nên thấy ông thầy mà lạ lạ là nó sợ. Nó hạt giống của nó. Sở y của mặt na. Thì sở y là gì? Là chỗ y cứ. Chúng ta biết cái gì mà y cứ á, thì nó có phải đủ bốn duyên, là sở duyên duyên, tăng thượng duyên, nhân duyên, gọi gì nữa? Bốn duyên là gì? Nhắc lại coi. Thứ nhất là gì? Nhân duyên. Thứ hai, tăng thượng duyên. Thứ ba, vô gián duyên. Thứ tư, sở duyên duyên, đúng không? Thì cái gì nó cũng phải có đủ bốn duyên đó. Cái chỗ y cứ á, là cái chỗ mà nương tựa đó nha. Thì nó phải có nhiều duyên lắm. Thì mặt na y vô cái thức thứ 8 gọi là y bỉ, để nó chuyển nương vào thức kho tàng mà chuyển hiện, đặc biệt là các hạt giống trong thức kho tàng. À, như vậy thì nếu phân tích ra cái chỗ sở y này nè, chỗ nó phức tạp lắm, đọc trong cái Thành Duy Thức Luận là nhức đầu nhức óc luôn, nhưng mà thôi mặc kệ nó đi nha. Đừng đọc quá, nó tẩu quả nhập ma mà cũng chẳng ích lợi gì, đúng không nè. Thật sự bây giờ chỉ nhớ một điều là gì, một cái duyên chính duyên phụ là chỗ y cứ của nó. Bốn duyên chi cho nó mệt nha. Duyên chính duyên phụ cái là xong cái gì, đúng không? Duyên chính có nghĩa là nhân duyên, duyên phụ là duyên thời gian thì gọi là đẳng vô gián duyên, duyên không gian gọi là tăng thượng duyên, và sở duyên duyên á là cái hình bóng, đúng không? Cái hình bóng của nó có trước nha, cái đối tượng nhận thức á đó. Thì chỗ y cứ của mạt na nó lấy cái nhân chính là gì? Là đây, là hạt giống trong thức kho tàng làm nhân chính của nó. Nhớ nha, không có hạt giống đó nó hoạt động không có được, nó không có chấp ngã được. Muốn chấp ngã là phải tìm những cái hạt giống tương tự với cảnh bên ngoài á đó, để nó chuyển hiện. Thì nó nương vào A-lại-da làm nhân chính, mà A-lại-da là một mớ chủng tử chứ có cái gì đâu nha. Vậy thì thật ra nương A-lại-da là nương chủng tử, mà nương chủng tử là nương hình bóng bên ngoài đó, được không? Đó, hình bóng bên ngoài in trong tâm á nha. Thông qua chưa? Thông qua ha. Rồi, chỗ nào có thức kho tàng, chỗ đó có thức mặt na. Chỗ cái chuyện này quá đơn giản. Do có mặt na làm y chỉ mà ý thức hoạt động, cũng như năm thức do y chỉ năm căn mà hoạt động. Không thể nói ý thức không có ý căn. Đó, cái chỗ này là nãy giờ mình bàn luận tới lui rồi nha. Điều này là của các vị tổ sư duy thức, nhưng mà theo khoa học thì ngày nay thì nên chỉnh lại một chút. Mặt na nhiễm ô duyên vào đó mà chấp là ngã, tức là hệ thuộc vào đó, nên nói là hệ thuộc vào đó, vân vân. Tức là cái mặt na này nè, nó nhiễm ô là bởi vì sao?
cái kinh nghiệm, cái con người của mình nó vốn như thị, duyên hợp rồi duyên tan, lúc thì có nhớ, lúc thì quên, lúc thì là người thông thái, lúc thì ông già lão lờ đờ, đúng không? Đó. Cho nên đó là, nhưng mà cái mặt na lúc nào cũng chấp là tự tôn tự đại hết, cho nên gọi là nhiễm môn. Thì duyên vào cái kinh nghiệm sống đó, duyên vào cái gọi là ta đó mà chấp làm ngã, cho nên lệ thuộc hoài không buông bỏ được. Thì ở đây nói tùy sở sinh sở hệ thì tái sinh vào chỗ giới địa nào với những gì đã được thành trong đó gọi là giới địa đó. Cái này cũng không quan trọng. Tức là chúng ta sinh ở đâu thì có cái tâm tánh chúng ta tới đó. À, sinh ra cõi trời thì có tâm tánh của người thiện, sinh ra cõi địa ngục thì có tâm tánh của người ác. Thì cái tâm tánh đó chẳng qua là bởi vì cái chỗ mà khuynh hướng sống của mạt na thức mà thôi. Bỉ sở hệ được tác thành bằng cái đó. Đây là cái phần mà thầy Thượng Tọa Nhật Từ lấy cái phần giải thích, cái phần chú thích ở trong cái Duy Hà Sư Địa Luận, trong cái Thành Duy Thức Luận á, rồi đưa lên cho quý thầy cô giới thiệu thôi nha. Rồi, này nói lại cái cũ thôi, chúng có gì chân á. Bỉ là A Lại Gia, sở hệ là lệ thuộc vô A Lại Gia. A Lại Gia đi đâu thì nó tương ứng với lại cái cảnh giới của A Lại Gia tới đó. Rồi chúng ta đi tiếp nè. Nói về nhận thức, nghiệp, dụng, duyên, đặc tính, chủng tử, tá lả hết trơn á. Giờ chúng ta chỉ lướt qua thôi, không cần nhớ được chưa? Đến lúc cần thi mới nhớ, chứ bình thường nhớ làm chi? Lúc cần thi cứ lấy câu hỏi trắc nghiệm ra đánh là xong. À, câu hỏi trắc nghiệm á, thì hôm trước á, chứ mình làm có 3 cái đề khác nhau à. Bằng cách là chỉ đổi số thứ tự thôi, chứ mấy câu đó y chang nhau. Chỉ có đổi số thứ tự. Tại vì sao vậy? Tại vì có người không học mà kêu bạn mình đọc thì lúc đó bất công, đúng không? Cho nên á là để tránh sự bất công á thì mình phải đổi qua đổi lại để ai mà hỏi bài là nó trật. Nếu mà trật mà trên 5 câu là biết cái kiểu này hỏi bài nha. Hoặc là không học bài nha. Nhưng mà bù lại là có cái bài hồi trước mà trước khi thi á chúng ta làm á cứ 10 câu đựng điểm á, đúng không? 10 câu trúng đựng điểm á thì bù lại, cho nên là cũng không ai rớt hết, đừng có lo nha, ai cũng điểm cao hết. À, thì cái đó là để chúng ta lưu ý, được không? Ai mà hỏi bài là biết rồi nha, mấy câu đó trật mà trật cái kiểu mà giống cái bài trước là biết rồi đó. Thì nhận thức của nó là hợp với phi lượng trong ba lượng, nghiệp dụng của nó là chỗ nương của sáu thức giác quan, khi tu quán hạnh chỉ nhờ thức thứ sáu mà được đoạn chuyển, ta lưu ý á nha. Thức thứ bảy không tự chuyển, không tự tu gì trơn á, nhờ thức thứ sáu. Tức là khi mà chúng ta nhập địa Bồ Tát á, tức là chúng ta chứng sơ quả tu Đà Hoàng á, thì lúc đó thức thứ sáu sẽ được chuyển thành bình đẳng tánh trí trước. Dạ, cái này chưa học ha. Rồi. Thì với cái bình đẳng tánh trí, xin lỗi, thức thứ sáu trở thành cái gì? Diệu quan sát trí trước. Tức là một cái sự quan sát, tức là giữa thế gian chúng ta, ta là người điên á, cho dễ hiểu. Thế gian bây giờ họ điên hết, chúng ta đang ở trong cái cảnh giới điên, cho nên chúng ta không biết chúng ta điên. Nhưng khi chúng ta tu mà chúng ta đoạn trừ được 3 cái hạ phần kiết sử là thân kiến, tức là cái thấy cái thân mình là không thật nè, nghi, không còn nghi ngờ giáo lý của Đức Phật là duyên sinh vô ngã nè, giới cấm thủ, có nghĩa là cái nào cần cúng thì cúng, không cần cúng thì dẹp luôn. À, thì lúc đó chúng ta coi như vô dòng thánh, là sơ quả tu Đà Hoàng, tương đương với sơ địa Bồ Tát. Cái lúc đó đó là chúng ta đã có một cái nhìn hoàn toàn khác lúc trước rồi. Tức là người kiến tánh là một cái sự quan sát vi diệu, ta gọi là diệu quan sát trí. Mình trở thành một người tỉnh trong vô số người mê, mà những người mê cho mình là người điên, được chưa? Ông sống không giống ai hết trơn. Người ta cần có chùa lớn, người ta cần có đệ tử, người ta cần có phương tiện. Ông cứ sống một mình, ông tùy duyên mà sống là chết rồi, đúng không? Đúng là điên rồi còn gì nữa. Đó, thì như vậy là mình là trở thành một người điên ở trong những người mà điên hơn vậy đó. Thì đó là cái lúc đó đó là ý thức nó đang tu, nó quan sát một cách vi diệu theo cái lý nhân duyên quả và nhân duyên sinh á. Thì lúc đó nó chuyển từ từ, cứ ngày qua thấm tương trao liên hồi, nó mở ra sặc mùi tương trao không là nó chuyển hết cái ngã rồi đó. Thì lúc đó mạt na thức tự động chuyển thành bình đẳng tánh trí. Hiểu không? Nha. Chứ nó không tự chuyển được, nhờ diệu quan sát trí chuyển, mà nó ăn theo ăn ké. Cho nên chỗ này nói nè, cái nghiệp dụng của nó nè, nha. Cái công dụng của nó đó, à, chỗ nương của sáu thức giác quan là nghiệp dụng của nó. Nó có công dụng làm chỗ nương tựa cho sáu thức giác quan luôn, chứ không phải là thức thứ sáu.
Nhưng mà khi tu quán hạnh á, nhờ thức thứ sáu chuyển thành bình đẳng tánh trí á, diệu quan sát trí á, thì nó chỉ nhờ thức thứ sáu mà nó được đoạn và được chuyển. Mà lưu ý vào đó đó. Nó là thụ động chứ nó không có tự tu gì chân, nó không biết phân biệt gì chân đâu. Rồi duyên, ứng với ba duyên là căn cảnh duyên, tác ý duyên và chủng tử duyên. Cái này nó rất là sâu, rất là xa, rất là khó hiểu, nhưng bây giờ nói sơ sơ. Cái duyên là cái sự tích tụ lại để tạo thành thức a lại gia, thì nó phải có căn, có cảnh, nó phải có sự tác ý và phải có chủng tử bên trong. Như vậy hướng ra bên ngoài thì phải có năm căn trước, mà thêm căn thứ sáu nữa là bộ não đi nha, đúng không? Căn mà căn mà không hoạt động thì là căn chết, giống như cái xác chết không hồn. Phải có cảnh, mà có cảnh có căn rồi mà không có sự tác ý vô để mà hoạt động á, thì cũng không có thức, cho nên phải có thêm cái sự tác ý, đúng không? Đó là hướng ra bên ngoài một cách gián tiếp. Hướng vô bên trong chấp ngã thì phải nhờ vô chủng tử với nhờ cái gì, được không nè? Cho nên nó có ba duyên, nhắc lại coi, căn cảnh duyên, tác ý duyên và chủng tử duyên. Học như vậy nó mới thuộc, chứ còn mà cứ đọc ro ro như cái con vẹt là không nhớ nổi đâu nha. Rồi là căn cứ những đặc tính của mặt nam mà chúng ta biết hết mấy cái tư tưởng này thôi. Thứ bảy là đặc tính của nó, tính chất của nó là bị che đậy bởi vô minh và nó không thiện không ác gì hết trơn á. Chính vì cái chỗ không thiện không ác thì vô ký này nè, cho nên nó tu không được á. Muốn tu thì phải là phòng phi chỉ ác và nhiếp thiện pháp giới nha, nhiêu ít hữu tình giới, vân vân. Thì như vậy vì vô ký cho nên nó không tự tu được. A Lại Gia cũng vô ký cho nên nó không tự tu được, mà nó nhờ diệu quan sát trí biết phân biệt thiện ác để tu giùm nó. Nó thuộc về hữu phú vô ký chứ không là gì khác. Hữu phú là pháp nhiễm ô chướng ngại thánh đạo che khuất tự tâm. Pháp nhiễm ô chướng ngại thánh đạo là cái quái gì? Chính là cái sự không biết rõ cái lý duyên sanh, không biết rõ nhân quả nghiệp báo. Đối với hàng Phật tử tại gia, quý thầy quý cô chỉ cần cho họ tin sâu nhân quả thôi, làm lành được quả lành, làm ác thì chịu quả ác thôi. Như vậy là có trí tuệ rồi đó. Như vậy là không còn bị che đậy bởi vô minh rồi đó. Mà cái nhân với cái quả đó lại là một biểu hiện của lý duyên sanh. Mà lý duyên sanh lại là cái sự giác ngộ của Đức Phật với cội Bồ Đề. Ai thấy lý duyên khởi là thấy pháp, ai thấy pháp thì thấy Như Lai. Chúng ta lưu ý chỗ đó nha. Đó. Do đó nói về cái chuyện mà pháp nhiễm ô chứ ngại thánh đạo che khuất tự tâm là mấy cái danh từ thuật ngữ Phật học không ai hiểu hết, chỉ nói là tin sâu nhân quả là xong. Đó, lưu ý chỗ đó. Nếu mà chúng ta tin sâu nhân quả thì cái sự che đậy nó sẽ bị khai mở ra. Vô ký vì không phải thiện hay bất thiện, nó trung tính theo tình huống thôi nha. Tình huống nào nó cũng trung tính hết trơn á. Do định lực mà các phiền não bị đè nén nên chúng thuộc tính chất vô ký. Các pháp nhiễm ô lấy thức này làm sở y và cùng tồn tại. Chúng vi tế vận chuyển một cách tự nhiên cho nên cũng được nói là vô ký. Nếu đã được chuyển y, nó chỉ có tính thiện. Nào lưu ý chỗ đó. Vậy thì có mấy trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vô ký trong trường hợp nào mà mạt na được gọi là vô ký? Là trong trường hợp mà tu mà có định. Tu mà có định là tự nhiên nó vô ký, bởi vì chúng ta tập trung vô định thì đương nhiên chúng ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Lúc đó quan trọng lắm á nha. Lục Tổ Huệ Năng dạy Thượng Tọa Minh là gì? Là khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Thượng Tọa Minh nói để con dở sách duy thức ra thành duy thức luận ở chỗ này cái đã. Rồi, rồi dở xẹt ra trong đầu của ngài, trong cái A Lại Gia nói, chỗ này đây. Khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác có nghĩa là vô ký. Mà vô ký thì lúc này chúng ta giống như đang nhập định. Mà đang nhập định thì đương nhiên là nó vô ký. Như vậy thì lúc đó là mình trở về, về được với lại cái bản nguyên của mạt na thức trong sáng bình đẳng. Bởi vì có thiện, có ác có nghĩa là có ta, có người rồi. Bây giờ không thiện, không ác thì có nghĩa là bình đẳng tánh trí. Thì như vậy là con đã thấy được mạt na của con đã thấy được A Lại Gia của con. Thì cái đó là bản lai diện mục. Bản lai diện mục là A Lại Gia với lại gì? A Lại Gia xưa kia vốn thanh tịnh như đó. Đó. Thì chỗ đó đó. Do định lực mà các phiền não bị đè nén nên chúng thuộc tính chất vô ký. Rồi. Các pháp nhiễm ô. Còn một trường hợp thứ hai vô ký là gì? Các pháp nhiễm ô lấy thức này làm chỗ sở y và cùng tồn tại. Chúng vi tế vận chuyển một cách tự nhiên cho nên cũng được nói là vô ký. Có nghĩa là sao? Các pháp nhiễm ô là sáu thức trước. Sáu thức trước này nó hoạt động, nó phân biệt có thiện có ác thì không phải vô ký rồi đó nha. Nhưng mà khi nó chuyển vô trong á, nó lưu giữ kết quả đem vô trong xử lý á,
thì cái bên trong xử lý đó, nó lại là gạt cái lớp thiện ác qua để nó cứ lấy dữ liệu vô thôi, cho nên gọi là vi tế, được chưa? Mà chính cái chỗ vi tế đó nó vượt qua khỏi thiện ác, cho nên gọi là vô ký. Đó thì còn ngược lại, trong trường hợp mà hết cái mặt na đi thì mặt na đã được chuyển nghi, tức là ăn ké với đại thức thứ sáu để chuyển nghi, thì lúc đó mặt na bắt đầu gọi là có tính thiện. Chỗ này quan trọng này nha. Có tính thiện là sao? Nghĩa là lúc đó mọi cái động dụng của chúng ta, tức là thân khẩu ý chúng ta hoạt động, mọi hành động nói năng và suy nghĩ của chúng ta, cho dù là Triệu Châu và Nam Tuyền Phổ Nguyện, ví dụ vậy đó. Nam Tuyền Phổ Nguyện là thầy của Triệu Châu, giơ cái con mèo lên nói là bây giờ bên Đông Đường Tây Đường tụi bay cứ cãi nhau hoài, bây giờ nói một câu, nói một câu được người ta cứu con mèo này sống, không cứu được thì con mèo này chết. Hai bên im lặng, con mèo qua đời, Nam Tuyền chém một nhát. Triệu Châu đi về, Nam Tuyền mới kể lại câu chuyện đó, thì Triệu Châu mới lấy đôi dép đội lên đầu đi vô. Thì như vậy Nam Tuyền nói, nếu như hồi nãy có ông là ông cứu được con mèo đó rồi. Thì như vậy thì sao? Thì chúng ta thấy rằng là thiền sư mà đi giết sát sanh hại vật, con mèo nó có tội lỗi gì đâu mà thiền sư dám lấy con dao chặt nó ra như vậy. Đó. Ác cái gì, đúng không? Rõ ràng đối với chúng ta thì ác quá chứ gì nữa, đúng không nè? Nhưng chúng ta nhớ nha, các thiền sư đắc đạo á, là bên trong nó tỏ ra thiện không à, chứ không có ác nha. Hành động thì ác, nhưng coi chừng tâm thức nó lại là thiện. Đó. Nó khai thị cho một cái gì đó gọi là sát nhất miêu cứu vạn thử, ví dụ cái đó. Thì lưu ý cái chỗ đó dùm cái, là nếu được chuyển nghi, có nghĩa là thiền sư Nam Tuyền đã chuyển nghi rồi. Nó chỉ có tính thiện, có nghĩa là hành động như thế nào đi nữa vẫn thiện. Chém con chuột cũng thiện, giết một thằng ăn cướp cũng thiện, vân vân, thiện hết. Nhớ đó, thiền sư đi kinh hành đạp chết côn trùng nhóc hết chân dưới đất á, mà ổng chứng A-la-hán rồi, mấy thầy mới bảo với báo Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn là đại hộ đi kinh hành xong mà đạp quá trời, tức là Mahapala đạp chết quá trời côn trùng như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới nói, trong lúc mà ông ta đạp chết côn trùng như vậy á, thì thầy có thấy là ông ta đạp chết côn trùng không? Bạch Thế Tôn, con không thấy, nhưng mà sáng ra con thấy là côn trùng lỗ mổn chết đầy dưới đất á. Thì Đức Thế Tôn nói, bởi vì đại hộ á, là bị mù, vì tu quá cho nên là mù mắt luôn, mà chứng A-la-hán luôn. Cho nên á, ông ta đạp côn trùng với không có tác ý ác, cho nên không tạo nghiệp bất thiện, không tạo nghiệp ác, nên không có tội lỗi gì hết trơn á. Như vậy thì một vị thánh tăng A-la-hán có không thấy đường đi đạp chết côn trùng, tâm họ vẫn thiện. Ta lưu ý, cái hành động là ác đó nha, mà tâm thì vẫn thiện. Đó là cái ý nghĩa chỗ này. Tương ưng với cái gì? Tương ưng với thọ. Câu hỷ với thọ vì thường xuyên chấp tự nội. Câu hỷ với hỷ thọ vì thường xuyên chấp tự nội là ngã nên phát sinh hỷ thọ. Trong năm tâm sở biến hành xúc tác ý thọ tưởng tư thì A Lại Gia tương ưng với cái gì thọ quý thầy quý cô? Xả thọ, không thì không hỷ, không khổ, không đau gì đó. Khổ u hỷ lạc thì nó chỉ tương ứng với xả thôi, nó giống như là dững dưng. Nhưng cái mạt na này á, nó không có tương ứng với xả thọ, nó cũng chẳng tương ứng với khổ thọ, nó chỉ tương ứng với hỷ thọ thôi nha. Cái này á, để ta lưu ý, không có lạc nha. Lạc thọ là nó thuộc về thân, còn hỷ thọ nó thuộc về tâm. Mà mạt na thức thì tâm hay là thân vậy? Tâm. Nó chỉ tương ưng với lại hỷ thọ, người ta lưu ý cho đó, hiểu không? Đó, ý là vậy. Tại sao nó hỷ? Bởi vì nó yêu bản ngã, mà yêu thì phải là mừng, đúng không? Đó, hôm nay bản ngã của chúng ta là khỏe lắm, là sẽ được nghỉ sớm, thí dụ vậy đó ha. Còn mà kéo dài cái bài chưa hết thì hôm nay cái bản ngã của chúng ta đau khổ vô cùng, thí dụ vậy đó. Thì như vậy cái bản ngã của chúng ta được thỏa mãn là chúng ta vui mừng, cái đó gọi là hỷ, được không nè? Lưu ý cho đó. Khi sinh vào ác thú nó tương ương với u thọ. Sinh vào ác thú thì nó lại chấp nhận cái cảnh u phiền là nó chứ, nó khổ cho đó. U phiền mà không có u phiền thì cái con thú nó chịu không nổi, nghĩa là sao? Thế mà cái cảnh ác thú á, thì phải lo lắng, phải mình mỗi lần mình lo lắng xong là mình cảm thấy nó thỏa mãn cái bản ngã của mình, có lo lắng mới đề phòng người ta giết mình chết, và có lo lắng cho nên mới chụp bắt con này con kia được, chứ còn không có lo lắng ưu phiền thì làm sao mà tồn tại nổi với cái cảnh giới ác đó. Sinh vào lợi, cho nên là mấy cái người mà ác á, họ khoái làm cho người ta khổ lắm, càng khổ người ta càng ưu phiền, người ta càng khoái, hiểu không nè? Đó, rồi cái cảnh ác thú nó cũng tương tự như vậy. Rồi cái đó là mạt na thức, nó vận hành vi tế như vậy.
Khi sinh vào loài người, dục giới thiên và tỉnh lự đầu tương ưng với hỷ thọ, vì nó duyên vào quả của nghiệp thiện ác và các địa có hỷ. Tỉnh lự đầu là sao? Là thiền đầu tiên trong tỉnh lự, gọi là sơ thiền thì gọi là tỉnh lự đầu, có gì đâu nha. Rồi thì cho chàng thấy sơ thiền, chư thiên có thời dục giới, loài người chỉ tương đương với hỷ thọ thôi, không tương ưng với ưu thọ, không tương ưng với xả thọ. Như vậy thì con người cái gì cũng chấp ngã và vui với cái sự chấp ngã của mình trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời. Lưu ý cho đó. Ở thiền thứ ba, tương ưng với lạc thọ, vì duyên vào quả của nghiệp thiện và địa có lạc. Lúc này lạc nó mới xuất hiện ở trên cái cõi trời nè, cái trạng thái thiền định thứ ba nè. Trạng thái thiền định thứ ba là trạng thái thiền định mà xả cái hỷ đi, tức là ly hỷ diệu lạc địa. Lúc này á, một cái trạng thái vi tế của thân, mà thân lúc này nó gọi là khinh an thân luôn, nó nhẹ nhàng, nó không còn thở nữa, thở bằng lỗ chân lông luôn. Thì cái trạng thái này chỉ có những người này thì mới có lạc mạt na đi với lạc thôi, là chấp cái lạc đó là mình, hiểu không? Tức là mỗi lần mà mình sống thì mình chỉ mong sau đợi ngồi bắt chân ngồi thiền, hoặc là nhập vô hơi thở để cho nó xuất hiện cái lạc đó và đắm say mê mẩn với lại cái lạc thọ đó, thì cái trạng thái đó cũng là mạt na. Vì vậy những người tu thiền mà thấy phát sinh hỷ lạc, thậm chí có thần thông mà ưa thích cái thần thông đó, là vẫn là sự hoạt động của mạt na, ta lưu ý nha. Cái đó nó không có phải là chứng thánh chứng đạo gì cả, vẫn còn đọa lạc. Ở thiền thứ tư thì lại xả ưu xả hỷ đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư với xả niệm thanh tịnh. Thì như vậy thì nó có xả thọ mà thôi, nó mỗi một cái trạng thái thì mạt na nó tương ưng với một cái cảm giác cảm thọ khác nhau hết. Đương nhiên ở thiền lần thứ tư mà có hỷ có ưu thì đâu gọi là thiền thứ tư, chỉ có cái xả thọ thì mới gọi là thiền thứ tư, được không? Tùy theo cái cảnh giới, tùy theo cái địa giới, tùy theo cái loài mà mạt na thức có một cái sự hoạt động khác nhau hết trơn á, nó không có giống nhau. Cái người chứng thiền thứ tư này họ rất là thoải mái, thanh tịnh, nhẹ nhàng, họ tưởng họ là Phật sống luôn rồi đó, nhưng mà vẫn là mạt na hoạt động hết. Cái âm thầm mà chắc cái xả đó vẫn là mạt na luôn, chứ không phải là thánh nhân gì trong đây cả. Tương ưng tâm sở gì? Năm biến hành, xúc tác ý thọ tưởng tư, trong năm biệt cảnh chỉ tương ưng với huệ tâm sở thôi. Dục thắng giải niệm định tuệ thì nó chỉ tương đương với huệ tâm sở trong biệt cảnh thôi. Lý do tại sao thì mò ra giải thích được hết á nha. Ví dụ dục thắng giải niệm định tuệ thì dục này á không phải là ái dục, mà dục này là mong muốn tu, mong muốn cái gì đó, cái cảnh á. Thì mạt na thức thì nó chỉ có ôm cái bản ngã khư khư, nó đâu có muốn tu gì đâu mà gọi là dục, đúng không? Nó không có phân biệt rõ ràng là cái ngã và không phải ngã gì hết trơn á nha. Hay là ngã này là giả hay là thiệt. Thắng giải có nghĩa là tuệ tri một cách rõ ràng, phân biệt rõ ràng, gọi là thắng giải, nó cũng không có luôn nha. Nhưng mà có cái huệ là gì? Có cái huệ là biết rõ, thì gọi là huệ. Biết rõ đây là ta, cần phải bám chắc, còn kia không phải ta, loại đi. Thì cái đó gọi là huệ. Huệ này không phải là trí huệ, huệ này là phân biệt rõ ràng nha, gọi là trí thế gian á, cho dễ hiểu đi. Rồi. Và tương ưng với bốn căn bản phiền não si kiến mạng ái, tám đại tùy phiền não, trạo cử hung trầm bất tính giải đãi phóng vật thất niệm tán loạn bất chánh tri, là đủ tám đại tùy nè. Không có cái tiểu tùy nào hết trơn, chúng ta lưu ý nè, các tâm sở tương ưng của nó nè. 20 phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý gì đó. Hại kiêu là 10 cái căn bản phiền não, tiểu tùy phiền não không tương ưng. Không tương ưng. Lưu ý nha. Rồi. Không tương ưng với lại hai cái trung tùy luôn, tức là vô tàm vô quý luôn. Tại sao? Nó chỉ tương ưng với đại tùy phiền não mà không tương ưng với tiểu tùy phiền não. Tại vì cái tâm chấp ngã của nó quá mạnh, quá lớn, cho nên nó ôm ghì cái bản ngã, thì không có thời gian đâu để mà lo cái chuyện diễn dông nhỏ nhặt, đúng không? Thí dụ như phẫn hận phú não tật sang á, là phải phẫn, là phẫn với ai, tôi nổi nóng với ông hay với ai ở bên ngoài á nha. Rồi hận có nghĩa là phải có một cái hình bóng nào đó trong tâm mà mình nuôi cái niềm tức giận ở trong tâm mãi mãi lâu dài thì gọi là hận nha. Thì những cái đó đối với cái bản ngã đó, đối với cái mặt na, nó không có thời gian, nó cũng không có lưu tâm, bởi vì mình lo mình hận người nào là mình phải ôm cái hình đó, cái người đó trong tâm nữa, đúng không nè? Còn bây giờ á, mình chỉ ôm có mình nè, ôm mình thôi, còn ngoài ra không cần biết cái người kia, không ôm cái hình bóng người nào vô trong tâm nữa hết á.
Còn những cái tùy, đại tùy phiền não này nè, là nó liên quan mật thiết với cái bản ngã của mình. Trạo cử là mình trạo cử vọng động nha, chứ không có cái đối tượng ở bên ngoài, cái ông nào khác, cái bà nào khác, đúng không nè. Nhưng mà mình tự mình khởi nghĩ ra, mình muốn làm này làm kia, không muốn ngồi thiền, thì cái đó gọi là trạo cử. Nó liên quan chặt với cái bản ngã của mình, gọi là đại tùy. Tùy này là tùy theo tâm vương, mà gắn chặt với tâm vương, mạnh với tâm vương, ta gọi là đại tùy. Thì đó, mạt na nó tương ưng với đại tùy, nó không tương ưng với tiểu tùy, trung tùy. Bất tính giải đãi phóng dật, thất niệm tán loạn bất chánh chi, là mấy cái này nè, nó dường như là chỉ có ăn vô cái bản ngã, chứ không có hướng ra cái đối tượng bên ngoài nhiều, hiểu không nè. Đó, còn tiểu tùy là đa số là phải có cái cảnh bên ngoài, phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu. Ví dụ như hại là phải có người để hại, đố phải có người đố kỵ, đúng không? Đó, kêu là phải kêu căng với ai chứ. Đó, thì mặt na nó chỉ quay vô chấp ngã, cho nên nó không có thời gian để nó lo cái chuyện người khác. Thì đó là cái ý nghĩa mà các tâm sở tương ưng của nó. Còn bốn phiền não của nó thì ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, thì giải thích thêm, ngã si là vô minh ngu muội đối với ngã tướng, mê mờ về cái vô ngã. Ngã kiến là ngã chấp cho rằng các pháp không vô ngã là ngã mới chết chứ. Không bao gồm kiến thủ, tức là cố chấp quan điểm. Không bao gồm giới cấm thủ, là cố chấp giới hành. Có năm kiến là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ, là cái phần ngã chấp của nó đó nha. Là nó chỉ tương ưng với lại là kiến thủ này thôi nè. Đó, ta lưu ý nha. Rồi ngã mạn là cao ngạo, cậy vào ngã làm tâm bốc cao, so sánh hơn thua bằng được, vân vân. Cái này cũng không có gì nha. Ngã kiến thì đương nhiên, ngã kiến thì nó chỉ là chấp thủ cái ngã. Bởi vì nên nhớ, cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, tất cả những cái kiến đó đa phần hướng ra ngoài. Còn cái kiến thủ là quay vô trong chấp thủ cái ngã. Vì vậy mà mạt na thức chỉ có tương đương với kiến thủ, ta gọi là ngã kiến. Lưu ý cho đó nha. Trong ác kiến nó có thân kiến, biên kiến, kiến thủ với cấm thủ, thì nó chỉ tương ưng với lại gì? Kiến thủ mà thôi. Lúc nhớ làm trắc nghiệm mấy cái đó có đó nha. Rồi, ngã ái là đấm trước ngã, ngã tham xuất hiện khuấy đục nội tâm, làm chuyển thức bị tạp nhiễm hữu tình, do đây mà sinh tử luân hồi không thể xuất ly, nên gọi là phiền não. Ở đâu có chuyện quan trọng. Hoặc là ái nhiễm cùng mạng kiến tương ưng, khi ái nhiễm khiến cho tâm bốc cao suy cầu, tham kiến do tâm thấp hèn, mạng khiến cho tâm bốc cao, cho nên tham và mạng trái nghịch lại với nhau, vân vân. Tức là tự ti cũng là bản ngã, mà tự tôn cũng là mạt na luôn. Chúng ta lưu ý cho đó nha. Chúng ta tự ti cũng là chấp ngã. Lưu ý cho đó. Mà ai bị cái này thì hiểu cái đó. Ố tác hối tiếc, căn cứ vào hiện tại không hối hận việc đã qua và tức là không hối hận việc quá khứ, nó chỉ căn cứ trong hiện tại thôi. Tức là cái mạt na thức á, nó là như vậy nha. Ố tác hối tiếc là tâm sở bất định á, thì đối với lại bốn tâm sở bất tịnh là hối miên tầm tư á, thì nó chỉ căn cứ vào hiện tại luôn. Nó tức là cái hối của nó đó là không hối quá khứ, không nghĩ đến tương lai, mà chỉ hối ở hiện tại thôi. Vậy đó, hướng nội chấp ngã không hợp với các tâm sở khác nữa. Nó thẩm sát vi tế không tương ưng với 10 tùy phiền não vốn thô động, không tương ưng với vô tàm vô quý. Vì vô tàm vô quý là bất thiện, trong khi thức này thuộc vô ký. Đây là cái phần giải thích đó quý con nha. Quý thầy lưu ý chỗ này nè, khi đi thi mấy cái câu này sẽ đưa vào câu trắc nghiệm hết, chúng ta lưu ý chỗ đó. Có hiểu không? Rồi, ráng mà hiểu đi nha. A-la-hán, hết rồi, gần hết rồi, còn có một chút xíu xíu nữa thôi, ráng đi. A-la-hán xả tàn thức nên mạt na không có chỗ trú thân. Được chưa? Tàn thức không còn nữa. A-la-hán, tàn thức chuyển thành gì? Chuyển thành gì? Bạch tịnh thức, đúng không? Dị thục thức, vân vân. Đó, cho nên là nó không có chỗ trú nữa. Và không có chỗ trú nữa thì lúc đó nó phải đổi tên là bình đẳng tánh trí. Được chưa nè? Chuyển câu sanh pháp chấp và câu sanh ngã chấp rồi, thì lúc đó cái tâm chấp ngã nó không còn câu sanh, nó không còn gọi là phân biệt, cho nên nó thành bình đẳng tánh trí. Như vậy thì tới A-la-hán là có bình đẳng tánh trí xuất phát hiện nha. Còn cái đại viên cảnh trí của mạt na chưa, tức là lúc mình chuyển dự quan sát trí, nó chuyển được thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí rồi, nhưng mà thức A-lại-da vẫn chưa chuyển hết được, vẫn còn chủng tử vô lậu ở trong đó. Nó đợi một thời gian nữa nó mới chuyển thành bình đẳng tánh trí, tức là đệ thập địa trở lên đó, nó mới chuyển thành bình đẳng tánh trí. Vua già nói mạt na nhiễm ô làm y chỉ của thức, khi nó chưa diệt thì triền phược đối với liễu biệt và các tướng chưa thể được giải thoát. Sau khi mạt na diệt, sự triền phược
bởi tướng được giải thoát. Ô cái này nhức đầu, đọc chỉ cho mệt. Việc tận định và xuất thế đạo nè, học mấy khái niệm này luôn để trong trường hợp mà thi trắc nghiệm có. Việc tận định hết tâm vương và tâm sở của sáu thức giác quan, và việc tâm sở tạp nhiễm trong thức mặt na. Chúng ta lưu ý ở trong việc tận định á, tâm vương và tâm sở của sáu thức giác quan nó bị diệt là bởi vì nó không có tưởng uẩn, diệt thọ tưởng định á. Thì nó diệt tưởng thì đương nhiên sáu thức này không hoạt động luôn, bởi vì tưởng là mở đầu mồi lửa cho mấy cái này, giống như cái hộp quẹt ga bật cái tia lửa lên vậy đó. Diệt tâm sở tạp nhiễm trong mặt na luôn, vô diệt tận định thì mặt na nó không còn tạp nhiễm nữa, nó chỉ còn là chủng tử thiện thôi à. Lưu ý cho đó, bởi vì diệt tận định là cảnh giới của các bậc A-la-hán chứng được, được chưa nè. Đó. Còn phi tưởng xứ định là người phàm phu chứng đó, hoặc là A-na-hàm đồ chứng, lưu ý cho đó. A-na-hàm thuộc bậc hữu học chứng đắc vì cực kỳ tịch tỉnh, do đó ở đây nó cũng không tồn tại, người ta thấy không? Đó. Nè, diệt tận định có A-la-hán chứng rồi, A-na-hàm cũng chứng được, đó, cho nên một bậc hữu học mà chứng đắc được diệt tận định luôn, vì nó cực kỳ tịch tỉnh, do đó ở đây cái mạt na thức cũng không tồn tại, do chủng tử của nó chưa bị vĩnh viễn đoạn trừ nên sau khi xuất diệt tận định rời khỏi thánh đạo, thức này hiện hành trở lại cho đến khi nào chủng tử của nó bị diệt. Như vậy trong trạng thái A-na-hàm như hồi nãy chứ mình nói á, là trong trường hợp nhập định diệt tận định á, thì tạm thời mạt na ngưng hoạt động, nhưng khi mà xuất định cái mạt na hoạt động trở lại, bởi vì chủng tử trong A-lại giới thức vẫn còn hữu lậu, hiểu không nè, là còn chấp cảnh sắc và vô sắc á, cõi trời sắc giới và vô sắc giới á, ý là vậy đó nha. Rồi xuất thế đạo là gì? Lokottara Magga. Lokottara là thế gian, xuất là Ara, còn Magga là con đường, tức là vô lậu đạo. Luận Tỳ Bà Sa nói rằng sơ quả và A-la-hán quả đạt được bằng vô lậu đạo, hai quả trung gian đạt được bằng hữu lậu đạo và vô lậu đạo, do quán 16 hành tướng của 4 thánh đế mà đạt được, gọi là vô lậu đạo. Vậy thì hiểu không? Không hiểu thì giải thích một cái đừng nghĩ. Đây, đây giải thích cho nghe cái vô lậu đạo này một chút nha, đừng nghĩ nha. Đây là hết rồi đó, slide này hết rồi đó. Quý thầy quý cô nhìn lên bảng nè. Cái xuất thế đạo hay còn gọi là vô lậu đạo này nè, lại là nó lọt vô hai cái quả vị hơi đặc biệt, là cái đầu thánh quả và cái cuối thánh quả. Cái đầu thánh quả gọi là sơ quả tu đào hoàng thì cũng gọi là vô lậu đạo, mà kết thúc của thánh quả là A-la-hán á, cũng gọi là vô lậu đạo. Tại sao? Tại sao vậy? Thì ở đây á, là tức là một cái người mà phàm phu á, mà muốn chuyển thành thánh nhân á, thì trong lúc mà họ đốn ngộ một cái á, là họ sống trong cái trạng thái tâm mà đốn ngộ đó, những cái pháp hữu lậu nó không có khởi được, mặc dù là nó còn tồn tại dạng chủng tử á, nhưng cái tâm mình nó hướng đến thánh đạo, mình mới thấy được đạo mà mới kiến tánh mà. Trời ơi, nó sống giống như tâm ban đầu mà chúng ta là gọi là nhất niên Phật thại tiền á, hiểu không nè. Cho nên cái trạng thái đó họ là vô lậu. Cái người mà mới chứng được sơ quả tu đạo hoàng là sống vô lậu không à, giống như ông cấp cô độc vậy đó. Ông thấy đức Phật là cuộc đời của ông sang trang mới vậy đó. Thì cho nên nó đưa vào cái trạng thái vô lậu đạo, được không? Thứ hai là đoạn hết phiền não rồi, mình từ nay trở đi là thành thánh quả A-la-hán, là mãi mãi là giải thoát sanh tử luân hồi luôn á. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành luôn á. Một trạng thái đó cũng vô lậu luôn chứ không có hữu lậu. Chúng ta nhớ vô là không, mà lậu là rò rỉ trong ba cõi, gọi là lậu hoặc, được chưa nè. Mặc dù sơ quả tu đầu hàng vẫn còn rò rỉ trong ba cõi, nhưng vì họ mới chứng đạo cho nên họ thấy cảnh giới màu hồng không à. Họ không còn ham cái cõi đời này nữa, cho nên gọi là tạm thời là vô lậu, là ra khỏi ba cõi, được chưa? Nhưng thực chất thì chủng tử vẫn còn nằm trong ba cõi, họ còn tu bảy kiếp nữa, được chưa nè. Rồi hai cái trạng thái này nó thuộc về tâm lý cho nên gọi là xuất thế đạo. Còn hai cái quả trung gian là A Na Hàm và Tư Đà Hàm á, Tư Đà Hàm và A Na Hàm á, thì bắt đầu á nhị niên rồi Phật bình hiền, tam niên Phật thăng thiên mất rồi, là cái trạng thái A Na Hàm với lại Tư Đà Hàm á. Tức là qua cái trạng thái tâm ban đầu là sống với vô lậu tuyệt đối rồi á, bắt đầu những chủng tử cũ nó khởi lại, lúc đó tham ái lại, sân hận lại, tham tiền tài sắc danh thực thì lại, lúc đó bồ đề tâm bắt đầu. Mình cứ tưởng mình đi xuống không á nha, nhưng mà thật sự nó không xuống đâu, nó đi lên, nó xuống. Mình nhận ra mình xấu là mình đã giác ngộ rồi đó. Đó thì như vậy hai cái quả vị giữa nó vừa có hữu lậu vừa có vô lậu xen kẽ, hiểu được không quý thầy con ha? Thì cái xuất thế là nó hơi đặc biệt vậy đó nha. Đó chúng ta nghĩ A Di Đà Phật nha.